Ok, 1D Thanh Điền, giỏi ha. Xin chào các em. Hello Hoài Nam. Chào Việt Anh nha. Cái tài liệu chào Minh Nhật. Cái tài liệu là thầy gửi các bạn lâu lắm rồi nha. Bạn in ra chưa? Chào Mỹ Phương nha. Rồi, chào Nhật. Ly YouTube hả? À, tại cái này làm nhanh nè, không sao. Nhìn được không? Nhìn tốt không? À, từ từ thầy chưa chỉnh camera. Thầy chỉnh camera lại cho nó nét này. Để thầy chốt. Rõ chưa? Nhìn thấy rõ chưa? Nhiều dạng quá hả? Được chưa? Rõ, đúng rồi, thầy chưa chỉnh cái camera lại đó, nên là nó chưa lấy nét. Rồi, vô nha. Các bạn làm được có một câu 1D được rồi, các bạn làm câu 1D rồi. Ok. Đây, chất nào sau đây là chất béo? Chất nào sau đây là chất béo hả? Chất béo thì quá dễ các bạn. Đúng không? Chất béo thì mình có tri-pamitin, rồi tri-stearin, rồi tri-o-li-in, tri-linolin, đúng không? Nên là câu 1 là D đó, 0,25. À, thông thường chất béo thì nó sẽ cho 2 đến 3 câu. Một câu thì rất là dễ, giống như câu số 1 vậy đó. Còn câu 2 thì nó sẽ hơi tính toán xíu. Rồi. Rồi nha. Rồi, chào Lê Bảo nha. Rồi, tiếp tục. Bây giờ ở cái câu số 2 nè. Khi mà mấy cái bài toán mà nó cho cái tỷ lệ phần trăm khối lượng như vậy á, thì các bạn sẽ áp dụng như hồi cái lớp 11 á. Lớp 11 là các bạn sẽ có gì nhỉ? Đây này. Các bạn có là số mol C. Số mol C nha, chia cho số mol H, chia cho số mol O. Đó thì nó sẽ bằng nào? Phần trăm khối lượng carbon nha, chia 12 phần trăm khối lượng của hydro, các bạn chia cho 1 phần trăm khối lượng của oxy, bạn chia cho 16. Mà đổi cái này á, nó sẽ nhanh hơn nha, đổi nó sẽ nhanh hơn. Rồi các bạn thay vô thôi, các bạn thay vô nha. Bạn thay vào và bấm máy, sau đó rút gọn đến cuối cùng nha. Thay vào, bấm máy, rút gọn đến cuối cùng. Ok chưa? Rồi thì các bạn khi các bạn thay vô nè, các bạn sẽ chia nhá. Các bạn chia nè, 77,571 đúng không? 77,551 các bạn chia cho 12 nè, thì đa số là 6, mấy đó, 6,42, 6,463 đi. Còn cái này thì 11,565 thì chia xuống thì vẫn là 11,565 thôi nha. Còn oxy, thì các bạn lấy 100%, các bạn trừ ra 100% trừ cho 77,5 551 rồi trừ cho 11,565 thì oxy của mình là 10,884% và chia cho 16 luôn nè. Rồi nó sẽ ra là 0,68025. Một cái kinh nghiệm á là các bạn sẽ chia cho số nhỏ nhất nha, chia tiếp cho số nhỏ nhất nha, chia tiếp cho số nhỏ nhất. Có nghĩa là toàn bộ cái dãy số này nè, các bạn sẽ chia cho cái số nhỏ nhất này nha, bạn chia cho số nhỏ nhất này thì lấy nó chia cho chính nó đó, thì ra số 1. Rồi 11,565 chia tiếp nè, 11,565 các bạn chia tiếp ha, thì nó ra là 17, gấp 17 lần. Rồi con số là 6,463 các bạn chia cho số nhỏ nhất nè, 6,4463 chia số nhỏ nhất chia 0,68025. Rồi bạn muốn ghi đổi thì tính sau. Rồi 9,5 nha. Rồi các bạn sẽ cho số rất đẹp đó, ra cái tỷ lệ như vậy thì chúng ta sẽ làm nó nhanh hơn là làm từ cái chất gốc. Rồi xong đi rồi quy đổi nè, sau đó quy đổi sau đó thầy sẽ quy đổi nha, quy đổi cái x này nè, x này về 3 nguyên tố, đó là nguyên tố C, nguyên tố H và nguyên tố O, và có số mol chúng ta đặt ha, các bạn đặt thôi, đặt cho oxy là x mol nè, oxy là x mol thì cái thằng hydro á, nó sẽ là 17x đây, tại vì nó số mol nó gấp 17 lần các bạn thấy không. Còn số mol của carbon là 9,5x vì nó cái tỷ lệ mình lập ra trên này rồi nha. Vậy thì tiếp theo là số mol x, số mol của x nè, trong x là một chất béo đúng không, có 6 oxy. Như vậy số mol của x này sẽ là lấy số oxy nè, bạn chia cho 6 nên là x chia 6, đó là số mol của x. Rồi các bạn đã hiểu tới đó chưa thì thầy nói tiếp. Hôm nay là buổi ly khoảng thầy ly khoảng chừng 10 câu đi, 10 câu chất béo nha. Ổn đúng không? Đó. Có chỗ hiểu chỗ x chia 6 không? Đúng rồi, đoạn này vẫn dễ. Có xem lại được ông thầy. Xem lại hả? Xem lại thì thầy phải cái gì nhỉ? Hình như là vào TikTok rồi sau đó là lấy lại hay sao ấy? 3 gốc chất béo nên có 6 ô. Đúng. Rồi. Được chưa? Hello, Nhật ơi được chưa? Tiếp tục nha. Tiếp tục câu chuyện. Rồi các bạn sẽ phải hiểu này, oxy là x mol thì cái số mol của chất béo là x chia 6 vì một cái chất béo bất kỳ thì nó có 6 oxy nha. Trong chất Châu Phi Long ơi, trong chất béo thì luôn có 6 O nha con, chất béo bất kỳ nè con, RCOO 3 lần C3H5 đó. Đó, thì nó có 6 oxy nha con. 6 oxy. Đó. Được chưa? Ok nha, thầy tiếp nha. Rồi thì khi bạn cộng với gì nhỉ? Nó cộng với cao H đúng không? Thì các bạn sẽ phải hiểu này, cái cao H của các bạn ấy là nó sẽ gấp một chất béo luôn cộng với 3 cao H, số mol cao H luôn gấp 3 lần số mol của chất béo. Như vậy bạn lấy x chia 6 này nhân cho 3 lần, có nghĩa là thành x chia 2 mol. Thì sản phẩm xà phòng hóa thì luôn có glycerol nè. Bài này thì không cần đồng đẳng hóa thì đâu, các bạn quy về CHO nó sẽ nhanh hơn. Số mol của glycerol luôn bằng số mol của chất béo là x chia 6. Rồi ok nhé. Và muối thì chúng ta có 23,96 gam muối nè. Đó, rồi, hiểu chưa? Rồi sau đó, các bạn chỉ cần bảo toàn khối lượng thôi. Các bạn bảo toàn khối lượng ở phương trình đốt cháy này là xong nè. Bước số 1 nha, bước số 1 nè. Các bạn bảo toàn khối lượng nha, bảo toàn khối lượng. Thì các bạn phải làm thế này này cho nó nhanh. Các bạn đừng cộng hết cái này lại. Bạn có khối lượng của oxy là 16x nè, khối lượng oxy là 16 nhân x nha. Mà oxy chiếm bao nhiêu phần trăm? Oxy chiếm 10,884% đúng không? Như các bạn nhân 100 nè, chia cho 10,884 thì nó mới ra khối lượng của E, của X. Đây là khối lượng của O này, nhân 100 chia cho 10,884 thì đây là khối lượng của X. Sau đó các bạn cộng tiếp khối lượng của cao H là X chia 2 nhân 56 bằng khối lượng glycerol là X chia 6 nhân cho 92 và cộng cho khối lượng muối là 23,96 ha. Và đây dễ dàng các bạn bấm được X bằng nè. Các bạn thao tác là bấm X bằng bao nhiêu? Hello, cả nhà ơi, X bằng bao nhiêu? Thầy có đăng lại trên YouTube không? Thầy sẽ cố gắng tải về và đăng lại trên YouTube nha, Hậu Đậu ơi. Thầy sẽ đăng lại trên cả YouTube, cả TikTok luôn. Để các bạn xem lại ha, bạn nào bận quá thì xem lại sau. Chào Na nha. Thầy có nhưng mà không phép 15, ok không phép 15. Châu Phi Long thầy có nha. Rồi không phép 15. Hoài Nam ơi hiểu chưa con? Hiểu chỗ không phép 15 chưa? Ok. Rồi. Quan trọng nhất là chỗ đấy đấy, không phép 15 xong rồi. Thì tới đây thì mọi thứ nó có hết rồi, đâu còn gì đâu để nói đúng không? Thì tới đây nè, các bạn đã có được 0,15 rồi. Thì các bạn tính được giá trị luôn đi. Bạn tính được suy ra cái giá trị M của X luôn đi. Bằng nè. Vậy khối lượng oxy là 16 nhân cho 0,15. Các bạn nhân cho 100 và chia cho 10,884. Các bạn bấm là bao nhiêu nào? Bấm là bao nhiêu gam nào? Thì cái này các bạn bấm, thầy bấm rồi á, nó sẽ ra 22,05. Đó, bởi như vậy là đáp án A nè là sai. Đáp án A là sai rồi đó, không đúng nha, không đúng. A là sai bét rồi, không có đúng rồi nha. Rồi để chút xíu nữa thầy sẽ cho cái điện thoại nha em. Khi nào quy đổi về C15H31 và khi nào quy đổi về HCO? Quy đổi về cái nào cũng được Hậu Đậu ơi. Quy đổi về cái nào cũng được con, tại vì bản chất của C15H31 và HCO đều là axit no đơn trước họ hết nha. Các bạn coi cái clip hồi nãy thầy có đăng cái cách quy đổi á, thầy sẽ nói về cái đó. Đổi về cái nào thì cái số mol C và số mol H đều không có thay đổi đâu các bạn, không sao hết, đổi cái nào cũng được. Nhưng mà các bạn đổi càng nhỏ đó thì các bạn sẽ xử lý nó sẽ càng gọn hơn, nhưng mà dồn về chất đầu nó sẽ khó hơn. Đúng, đúng rồi, nếu mà nó cho chất béo và axit béo rồi á thì con cứ đổi về C15H31 để cho nó gọn. Đúng rồi. Còn có nhiều bài á, thì mình khỏi đổi về C15H31 luôn. Ví dụ như nó cho gốc axit là C17 rồi thì mình cứ để C17 thôi. Còn để đổi về C17H35 thôi, khỏi cần đổi về C15H31 cũng được nha con. Tùy bài ha, quy đổi thì mình phải ok, bây giờ bước thứ hai. Bước thứ hai thì thầy sẽ bảo toàn nguyên tố oxy nha. Ở cái chỗ đốt cháy đó các bạn, ở cái chỗ đốt cháy nha. Rồi đốt cháy nè, trong oxy để bài cần amon oxy thì khi đốt cháy thì phải tạo ra CO2 và nước đó. Thì cái CO2 này các bạn chỉ cần bảo toàn nguyên tố carbon thôi, bảo toàn nguyên tố C nha. Thì cái carbon ở đây mình đã có rồi nè, vì A mình có rồi và X mình có rồi các bạn, X mình có rồi nên là số mol C mình có. Mình chỉ cần bấm nhân 9,5 nó ra số mol CO2 thôi các em. 0,15 nhân 9,5 thì CO2 của chúng ta là 1,425 425 mol. Đấy. Rồi còn H thì các bạn bảo toàn H thôi, nước thì các bạn bảo toàn H thôi nhé. Thì các bạn lấy 17x nè, x có rồi, 17x các bạn chia cho 2 nè, nó sẽ ra số mol nước ha. 17 nhân cho 0.15 và nó chia cho 2 nè. Thì ra số mol nước là 1,275. Rồi chỗ CO2 và nước là thống nhất, ok nhé các bạn nhé. Rồi ok chưa? Thì sau đó các bạn muốn tính A này thì cần bảo toàn nguyên tố gì nữa là xong. Chúng ta bảo toàn nguyên tố oxy, đúng không? Bảo toàn nguyên tố O nè. Đấy, thì O ở đây là x nè, là 0,15 rồi. Các bạn cộng tiếp cho O cho O2 là A nhân cho 2. Rồi bằng O trong CO2 là 1,425 nhân 2 và cộng cho O trong nước là 1,275. Đó, thì các bạn sẽ bấm ra chỉ số của A thôi, rất đơn giản đúng không? Bấm. Đó, thì cái giá trị A của bạn bằng 1,9875. Đó, như vậy là suy ra là cái đáp án nào nhỉ? Đáp án C là cũng sai luôn. Đó, đáp án C sai, yêu cầu đúng mà. Đấy. Ok, rồi tiếp tục. Bây giờ đi tìm số pi. Đi tìm số pi thì các bạn áp dụng công thức này cho thầy nhá. Nếu lấy số mol của CO2 này chúng ta trừ đi số mol nước nha. Thì nó sẽ bằng là K-1 nhân cho số mol của X, với K là số liên kết pi. Rồi các bạn thấy tương đương vào đây. Nha, tương đương vào đây nè. Chúng ta sẽ có là CO2 là 1,425, nước là 1,275 bằng K-1 nhân cho số mol của nó là A chia 6 nha các bạn. X chia 6 nha, mới là số mol X nha. Vậy là 0,15 nè, chia cho 6. 0,15 chia 6. Rồi, thì các bạn sẽ bấm được trị số K bằng 7. Như vậy là suy ra đáp án B là sai luôn. Đó, đáp án B là sai. Rồi ý cuối cùng ở đây là tính số mol brom. Thì số mol brom trong chất béo nha, cái này là trong chất béo, thì chúng ta sẽ có là số mol CO2 nè trừ số mol nước nè bằng 2 lần số mol của chất béo X và cộng cho số mol của brom. Rồi nha, các bạn thay vào nè, 1,425 trừ 1,275 bằng 2 lần số mol chất béo, nhớ là 0,15 chia cho 6 nha, mới là số mol của chất béo nha, rồi cộng cho số mol của brom. Thì từ đó chúng ta sẽ tính được số mol brom nè bằng 0,1 và chúng ta sẽ suy được khối lượng của brom nè bằng 0,1 nhân cho 160 là 16 g. Như vậy đáp án D là đúng rồi. Đó, đấy, các bạn có thắc mắc gì ở câu này không? Nói thầy nghe nhá. Không được lấy xấp xỉ 2 đâu. Tại vì các bạn phải để ý ở trên cái đề người ta cho kìa. Người ta lấy 3 chữ số sau số phần trăm này. 551, 565, có nghĩa là ý đồ của người ta là lấy tới 3 chữ số phía sau của cái bài toán, của cái đáp số đó nha. Rồi. Có hỏi gì ở câu này không? Tài liệu ly thầy có để ở trên cái bài ghim đầu tiên của trang TikTok. Đây nè, Hậu Đậu ơi. Các bài ly á, các cái tài liệu ly thầy để ở đây nè. Thầy để ở cái bài đầu tiên nè Hậu Đậu ơi. Thầy để cái bài đầu tiên trên trang của thầy á. Đó. Nha. Con vô đó con lấy nha Hậu Đậu. Có một link driver đây, con cứ nhấp vô đó con lấy nha. Rồi ok, câu này có hỏi gì không nè? Để thầy qua câu khác. Thầy qua nha. Rồi, thì các cái phương pháp mà chứng minh quy đổi á, thầy đã post trên trang rồi. Các bạn có thể xem cái cách chứng minh quy đổi này ở trên trang và bài mới nha. Cái video thầy mới post đấy. Các bạn sẽ hiểu hơn về quy đổi nha. Các bạn thì đổi về đây cũng được, đổi về đây cũng được, tùy ý này nhá. Ok, chúng ta tiếp tục với hai câu tiếp theo. Đây là đề của Thừa Thiên Huế, Nguyễn Huệ Thừa Thiên Huế nha các em, mới thi. Rồi, tiếp theo câu 34. Câu số 3. Công thức của tristearin. Đúng rồi, tristearin tất nhiên là A rồi, 3A. Đấy, câu nào cũng điểm như nhau nha các bạn. Nên là cố gắng làm cho tốt nha. Câu nào điểm cũng như nhau thôi, cũng 0,25. Rồi 3A. Rồi xong ha. Bây giờ câu số 4. Acid oleic này. Rồi acid stearic này. Tri chất béo nè. Làm 3 phần bằng nhau. Và cuối cùng là thu được hỗn hợp gồm có 2 muối nha. Đó, có 2 muối thôi. Đó. Thì câu này vô là mình sẽ tiến hành quy đổi luôn. Quy đổi luôn. Quy đổi. Thì ở đây á, có nhiều bạn thắc mắc là quy đổi về HCO được không? 48B em mới tính ra được. Ok, giỏi quá Suni ơi. 40 câu 4B hả? Để thầy kiểm tra đáp án đúng không? 4B giỏi, 1,344. Đúng, đúng. 1, từ từ. Câu 4 này hả? Câu 4A nha Suni ơi, 4A nha con. 4A, 4A, coi lại xem nhá. 4A, 4A. Rồi, các bạn thắc mắc bây giờ bài này ấy, nó đã cho acid oleic rồi nè, là C17 rồi. Acid stearic là C17 luôn. Ok. 2 muối ở đây. Các bạn để ý giúp thầy nha, các bạn để ý giúp thầy một chút này. Tùy tình huống chúng ta quy đổi. Tất nhiên bài này có thể đổi đến tận cùng, nhưng mà các bạn hiểu này. Acid oleic là cái gì các bạn? Là C17H33COOH đúng không? Rồi, acid stearic là C17H35COOH. Và cuối cùng á, người ta chỉ thu được có 2 muối thôi. Được có 2 muối à. Như vậy là muối của mình là C17H33 và CONA và C17H35 CONA. Thì cái bài này á, các bạn nên đổi về C17H35 thôi, không nên đổi về HCO làm gì nhé các bạn nhé. Đúng rồi, bài này phải làm rồi chứ biết anh, mình có tài liệu này lâu rồi mà ha. Với lại mấy cái đề thi thử cho các bạn cũng làm cũng nhiều, cũng va chạm rồi. Nên là cái bài này chúng ta không nên đổi về HCO làm gì, đổi về C17H35 luôn, trực tiếp cho cái bài này luôn nha các bạn nhé. Rồi đổi về nè, C17H35 rồi COOH nè. Và vì có gốc không no nên các bạn trừ bớt H2 đi. Rồi còn chất béo đó thì các bạn sẽ đổi về C3H2. Rồi ai chưa hiểu cái thằng C3H2 này đó thì các bạn coi ở cái clip mà thầy đăng hồi nãy, cách quy đổi nè, thì đăng ở bài trước nè các bạn nhá. Đây, đầu tiên tại sao chất béo lại biến về như vậy được? Tại vì một cái chất béo bất kỳ nè, nên sẽ bằng axit béo nè cộng glycerol trừ nước, các bạn chuyển vế đó, phương trình giống như dấu bằng, thì cái chất béo của chúng ta sẽ biến về một cái axit béo và cộng với gốc C3H2 nha. Còn cái axit không no thì chúng ta sử dụng hydro hóa nè. Các bạn sẽ đổi về axit no và trừ bớt đi H2 nha, trừ bớt đi H2 được chưa? Ok nhé, chúng ta đổi về như vậy. Rồi. Chi làm 3 phần bằng nhau thì kệ cho nó 3 phần bằng nhau đi. Thì bây giờ đầu tiên là cộng với NaOH nha các bạn. Chúng ta đặt số mol. Chúng ta đặt số mol nha. Rồi, bây giờ cộng với NaOH đi. Thì các bạn sẽ thu được muối nè là 30,48 gam muối. Đó. Thì cái muối này á, nó sẽ gồm là cái muối nào? Là C17H35 COONA. Và tất nhiên bạn phải hiểu nè, cái không no đó, cái liên kết đôi nó sẽ đi theo với muối. Cái liên kết đôi nó sẽ đi theo với muối nha các bạn. Đi theo với muối. Nếu như đề bài mà nó không hề cho biết một cái axit đó có đặc điểm gì đó thì các bạn sẽ đổi về HCOOH. Còn trong cái bài này nó đã chỉ rõ cái axit của mình là C17 rồi thì các bạn cứ đổi về C17 thôi, không cần đổi về HCO hoặc là C15H31 làm gì, đúng không? Cái nó đã cho rõ cái axit là như thế này rồi, 2 muối là 2 muối rồi, đều là C17 hết rồi thì các bạn cứ để C17 làm thôi. Không cần phải đổi về HCO nhé. Khi nào mà nó không cho rõ axit là cái gì hết á thì mình sẽ đổi về axit nhỏ nhất. Rồi. Ok xong. Rồi phần 2 thì các bạn đốt phần 2. Thế sẽ làm từ từ chút xíu. Các bạn đốt phần 2 nào. Trong oxy, cái oxy các bạn cần đốt là 2,64 mol. Thu được CO2 1,86 và nước. Và nước ở đây. Rồi. Rồi, vậy thôi. Bây giờ tiến hành đặt số mol nhé. Các bạn phải đặt đâu rồi? Hero. Cái hero ở đây thì đặt hero đây là amon đi. Có chữ A đâu chưa? Amon nè. Rồi, thì cái này nó sẽ là chữ amon nè. Rồi ha. Đặt cái này là xmon nè. Rồi, thì cái này nó sẽ là xmon nè. Đặt cái này là imon. Rồi, vậy nha. Rồi đó. Và chúng ta có 3 ẩn đúng không? Chúng ta có 3 ẩn. Thì chúng ta sẽ phải có hệ 3 phương trình thì chúng ta mới giải được, đúng không? Chúng ta có hệ 3 phương trình thì chúng ta mới giải được các em. Rồi. Ok. Thì cái phương trình số 1, cái phương trình số 1 của chúng ta là dựa vào cái khối lượng muối này các bạn. Dựa vào cái khối lượng muối này nè. Thì chúng ta sẽ có phương trình số 1 ha. Bạn bấm xem C17H35CONa là bao nhiêu giùm thầy cái. 17 x 12 cộng 35 cộng 67. 306. 306 nhân x là khối lượng của cái muối này này. Rồi các bạn cộng cho khối lượng của hydro A nhân cho ở đây là trừ nha, trừ cho 2A. Dấu trừ nha các bạn, trừ bớt đi hydro và nó sẽ bằng là 30,48 gram. Rồi. Ở đây thì muốn bảo toàn ở đây thì chúng ta phải bảo toàn H trước đã. Các bạn bảo toàn nguyên tố hydro để bạn suy ra nước ở chỗ này ha. Nước ở chỗ này theo những cái dữ kiện bên này này. Các bạn 35 cộng 1 là 36, H thì nó sẽ ra 18. Nó sẽ ra 18. Đúng chưa? 18. Cái này là trừ H2 thì nó sẽ ra là trừ amon. Còn cái này là Y, 2 nhân Y chia cho 2 đây là Y. Như vậy là số mol nước sẽ là như thế này. Rồi. Xong rồi, đó là bảo toàn H đã được nước theo XIA. Rồi vậy phương trình số 2 của chúng ta thì các bạn bảo toàn nguyên tố carbon thôi, carbon hoặc hydro là tùy. Carbon nhé. Thì chúng ta sẽ có đây là 18x nào. 18x, đây 17 với 1 là 18. Cái này không có carbon, cái này cộng cho 3y. Cộng cho 3y là carbon ở dưới này các bạn, bằng 1,86 là phương trình thứ hai. Phương trình thứ ba, các bạn nhớ này, nó cho O2 là chắc chắn mình phải bảo toàn nguyên tố O rồi. Đó. Bảo toàn nguyên tố oxy ha. Bạn sẽ có x nhân 2 nè, 2 là 2x ở đây. Được các bạn cộng cho oxy cần đốt là 2,64 nhân 2 bằng CO2 1,86 nhân 2 và cộng cho oxy trong nước là 18x này trừ A cộng Y. Rồi từ đây các bạn sẽ bấm thôi. Bấm A bằng X bằng và Y bằng. Rồi. Vậy là xong. Bài này đây là kết thúc lại. Bạn bấm hệ phương trình xong là ok. Thầy sẽ nạp hệ phương trình nha. Bấm chữ A trước ha. A là trừ 2. X là 306. Y là 0. 30,48. Rồi ở đây A là 0. X là 18. Y là 3. Các bạn kiểm soát dùm thầy nhé. 1,86. Ở dưới này là A là trừ. Bạn chuyển vế qua luôn ha. Chuyển vế qua luôn không? Chuyển hết các bên này đi. Trừ 1. A là trừ 1. 18x trừ cho 2x là 16x. 1y. Rồi 1y. Hằng số sẽ là 2,64 nhân 2 trừ 1,86 nhân 2. Đó, các bạn sẽ có A là 0,06 đúng không? A là 0,06 này. B là X là 0,1 và Y là 0,02. Rồi. Được chưa? Vậy thì A là cái gì? A là cái độ không no. A là cái số mol hydro mình trừ đi. Vậy thì khi mà cho cái chất béo đó cộng với H2 lại thì đây số mol hydro cần cộng vào đó. Số mol hydro cần cộng vào ở đây bài yêu cầu là V lít này nè. Nó chính là cái số mol hydro chúng ta trừ ra. Chính là cái này luôn, cái này là độ không no và hydro sẽ cộng vào nối đôi, đây là tượng trưng cho nối đôi. Vậy đây chính là số mol của hydro luôn. Đó, do đó thầy nạp A trước là như vậy đấy. Vậy là hydro các bạn sẽ có là 0,06 này. Bạn nhân cho 22,4 luôn nha. Là 1,344 lít. Đáp án của chúng ta sẽ là câu A đấy các bạn. Rồi, quy đổi. Được chưa? Các bạn có thắc mắc chỗ nào không? Được, quy đổi về HCO cũng được không? HCOH cũng được luôn, không vấn đề gì hết. Nhưng mà khi đó Châu Phi Long ơi, khi đó con sẽ phải bị 4 ẩn nha Phi Long. Con sẽ mệt hơn rất là nhiều. Long ơi. Con sẽ đổi về HCO phải không? Rồi con sẽ trừ, con phải tách ra nhóm CH2 đúng không con? Con phải trừ hydro đúng không? Và con sẽ đổi về là C3H2 nữa đúng không? Như vậy là con sẽ 1, 2, 3, 4 ẩn này. 4 ẩn. Thì con sẽ xử lý mệt hơn. Đúng không? Đúng không Long? Đúng rồi. Sao đoạn bảo toàn nước cho vào ạ? Đi theo múi cái nào nhỉ? Cái nối đôi thì nó phải đi theo múi nha con. Cái nối đôi nó phải đi theo múi chứ, tại vì cái nối đôi nó nằm trong axit. Còn bảo toàn gì? Bảo toàn O thì trong nước nó có oxy mà. Trong nước đó có oxy thì mình phải kéo vào oxy nó theo chứ. Ok chưa? Ok chưa? Đoạn ẩn bảo toàn oxy. Bảo toàn nguyên tố oxy con ha. Đây đúng không? Số 3 phải không? Đoạn số 3 đúng không? Đoạn số 3 này thầy bảo toàn O nha. Thầy bảo toàn oxy nha. Bảo toàn oxy nè. Thì oxy chỗ này đúng không? Là ít nhân 2 vì nó có 2 O này. Cộng tiếp oxy cần đốt cháy nè là 2,64 nhân 2 này. Tiếp tục nè, oxy có trong CO2 là 1,86 nhân 2 này. Và oxy có trong nước là cái số mol nước các bạn phải nhân cho 1 đúng không? Đấy, nhân cho 1 mới ra số mol của oxy có trong nước nhé. Ok. Ok rồi nha. Rồi còn hỏi gì nữa không thì các bạn cứ hỏi tiếp đi. Rồi mình qua câu mới. Thầy hay ly vào YouTube vào buổi đêm. Các bạn follow kênh ủng hộ thầy nha. Thầy hay ly vào tối thứ 3, tối thứ 5 từ 9:30 cho tới khi nào hết bài thì thôi. Có, thầy có ly YouTube. Thầy có ly YouTube. Thầy hay ly cho các bạn ở đây có mặt ở đây luôn này là thường khoảng từ 9:30 các bạn nha. 9:30 cho đến khi nào mà khoảng chắc 12 giờ hơn nữa. 9:30 đến 12 giờ hơn thứ ba thứ năm. Còn thứ ba thứ năm mà 6 giờ đó thì nó có làm mấy cái bài về chống liệt đó, 30 câu đầu. Ok, cảm ơn Khoa nha. Follow kênh ủng hộ thầy nha Khoa. Kênh là đây, kênh YouTube của thầy để ở dưới á, hóa học và khoa học tự nhiên nha. Cảm ơn các em. Rồi thầy qua câu tiếp theo nha. Thầy qua câu tiếp theo. Cái nào con? Châu Phi Long. Chỗ 2 muối chị lấy. Không phải là chị lấy. Long ơi con hiểu cho thầy nè. Long ơi con hiểu thầy nè. Con hiểu thầy nè. 2 muối nha. 2 muối. Ở đây là muối C17H35COONa đúng không? Và muối C17H33CONa. Đó, nếu mà tường minh vậy. Nhưng mà cái muối này nè con, thì nó sẽ bằng là C17H35COONa. Bạn trừ bớt đi H2. Có đúng không? Như vậy là có phải là cái hai cái muối này thì bạn sẽ đổi về cùng một cái muối là C17H35 thôi, CONa, và bạn phải trừ bớt đi cái hydro tách ra nè, đó. Đã hiểu chưa? À, cảm ơn Khoa Đặng nha. Cảm ơn các bạn. Long đã hiểu chưa con? Rồi, chỗ bảo toàn H trong nước sao được vậy thầy? Ok, chỗ bảo toàn H phải không con? Rồi con nhìn thầy chỗ bảo toàn H giùm thầy nhá. Đây, bảo toàn H này. Các bạn chưa ra bảo toàn H ha. Thì thầy sẽ viết lại. Nếu các bạn chưa bảo rành bảo toàn thì các bạn dùng nước này, các bạn đặt đại cho nước một cái số mol nào đó, ví dụ như là bemol nha. Rồi bemol đi. Các bạn cứ đặt là bemol nè, tấn phát ha. Bemol, bạn đặt cho nước là bemol. Vậy bảo toàn H nghĩa là sao? Bảo toàn H nghĩa là các bạn sẽ tính H ban đầu này, H ban đầu nằm ở đâu? H ban đầu nằm ở cái chất béo này, axit này đúng không? 35 cộng với 1 nữa là 36. Là 36 đúng không? 35 cộng 1 là 36, nghĩa là 36x nè. Phát theo dõi thầy nha. H chỗ này phải không? Là A nhân cho trừ 2, có nhớ có dấu trừ nha các em. A nhân cho trừ 2, vậy là trừ 2A nè. Cộng tiếp. H ở dưới này là Y nhân 2 nè. Y nhân 2. Cộng Y nhân 2 nghĩa là 2Y đó. Vậy là H ban đầu là có đúng không? H ban đầu nằm trong cái chất màu đỏ này. Còn H phía sau nằm ở đâu? H phía sau nằm ở nước, nghĩa là B nè. Các bạn nhân cho 2 nè, là B nhân 2. Vậy các bạn suy ra nước là B là bằng. Bạn chia toàn bộ cho số 2 này là 18x này. 36 chia 2 là 18. Trừ 2A chia 2 là A. Rồi 2Y chia 2 là Y. Như vậy đúng chưa? Đúng cái số mol nước là 18x trừ A cộng Y chưa? Tấn Phát đã hiểu chưa? Ok con. Đấy, thì mình bảo toàn không ấy thì mình cứ viết ra vậy rồi mình chia qua nha. Ok. Rồi các bạn đã rành rồi đấy. Cảm ơn các bạn nha. Thầy qua tiếp nhé. Vậy thầy qua tiếp. Qua câu tiếp theo. Về các cách quy đổi, chúng ta gồm có đồng đẳng hóa, hydro hóa, thủy phân hóa và tổng hợp 4 cách. Để các bạn coi ở cái bài đăng của thầy ở trên thầy đăng, thầy đấy rồi. Tờ nào? Tờ này hả Duy? Tờ nào? Tờ này hả Khoa? Alo Khoa ơi, tờ này hả con? Tờ nào Khoa ơi? À, từ vừa giảng cho bạn Pháp. Đây. Bảo toàn H thôi. Bảo toàn H để suy ra được nước đây con. Để suy ra số mol nước thôi. Bảo toàn H để suy ra số mol nước thôi. Hậu Đậu ơi, bài ga và phân bón ở bên kênh nhiều lắm luôn rồi đó con. Bên kênh YouTube nhiều quá trời quá đất luôn. Nhưng mà thầy chắc là thầy cũng sẽ làm lại một buổi giống như cái chất béo này ha, làm riêng. Ok nha, tiếp nha. Ok. Rồi thầy sẽ làm lại riêng từng cái chuyên đề riêng. Rồi thầy tiếp nha. Rồi câu tiếp theo là câu 56. Không biết đề của đây là Bắc Duyên Hà Thái Bình. Bắc Duyên Hà Thái Bình thì nó là những cái đề thi thử gần nhất, thầy tổng hợp lại cho các bạn. Rồi đấy, nó có hai câu, một câu là easy. 5 chất nào sau đây luôn có trong sản phẩm thủy phân chất béo? Đúng rồi, đó là glycerol. Thủy phân có thể là trong môi trường axit hoặc là môi trường base. thì các bạn đều thu được result cuối cùng. Thì cái đấy là phải hoàn toàn chính xác ha, lấy điểm 0,25 chắc chắn đúng không? Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục ha. Chúng ta sẽ tiếp tục nè. Hydro hóa M gam hỗn hợp gồm có axit palmitic và triglycerid X, được cấu tạo từ axit palmitic và các axit khác có dạng như thế này. Cần dùng tối đa là 0,06 mol hydro, thu được hỗn hợp F. F tác dụng với NaOH thu được muối, muối tất nhiên là muối no rồi. Mặt khác F tác dụng với oxy thu được cái này. Khối lượng của X, X là cái này, X là cái triglycerid X. Rồi, ok. Thì câu này có quy đổi được không? Thì câu này sẽ vẫn quy đổi được bình thường các bạn, không có gì hết ha. Số bon H2 cho rồi, may quá, đúng rồi. Hai ẩn thầy ơi. Ok đúng. Ok. Rồi bài này nó cho tới axit palmitic đúng không? Axit palmitic và các axit có dạng thế này. Thì đầu tiên là E đó, E là một cái không no. E là cái không no thì từ từ ta sẽ quan tâm cái E này sau ha. E này gồm có axit palmitic này, rồi nó cho axit này rồi, và cái triglycerid X, cái để X đi, X này chưa biết rồi. Tiến hành hydro hóa nè, cộng H2 nè. Hydro hóa thì tất nhiên là cái chất béo của bạn là chất béo không no, thì nó cộng cái hydro vào đây, nó sẽ cộng hydro vào X thôi, cái chất axit là nó no rồi. Thì cái hydro vô đây cộng là 0,06. Rồi các bạn yên tâm là bây giờ là F, F là phải no đúng không? F là phải no rồi nè. Đó, F là phải no rồi. Ok, F là phải no rồi thì cái H2 không cần. Do đó bây giờ chúng ta sẽ đổi cái thằng F này ha. Về cái gì bây giờ? Chúng ta sẽ đổi về axit nhỏ nhất, đó là C15 H31 axit no. Lúc này là no hết rồi các bạn. COOH ha. Nhóm CH2 vì đồng đẳng hóa mà, cái thằng C17H35 thì nó phải đổi thành CH2. Và đồng thời là chúng ta sẽ có là C3H2. Rồi, đó là cái hỗn hợp F. Đúng rồi, no có axit palmitic và stearic chính xác. Đề bài đây làm gì? Chúng ta cho cộng với NaOH, cho cộng với NaOH ha. Cho cộng với NaOH. Rồi lượng NaOH cộng vào này. NaOH cộng vào ở đây là bao nhiêu các bạn nhỉ? 0,07 nhân 2 là 0,14, 0,14. Rồi ra muối 40,6 gam muối này thì nó chỉ bây giờ nó chỉ có muối là C15H31 nè. Thầy viết là nó bị lố thì các bạn nói nha. COONA và gốc CH2 thôi. Đó, và gốc CH2 thôi đó. Muối là vậy đó. Rồi, mặt khác đốt trong oxy. Đốt cái gì? Đốt cái F đúng không? Đốt cái F này trong oxy. Thì ra CO2 và nước, trong đó nó cho số mol nước rồi. Số mol nước là 43,02, bạn bấm trong này coi. 0,14 à, ok các bạn. Nước là 43,02 các bạn chia cho 18, 2,39 mol nước. Rồi, Đó thì cái chỗ quy đổi thầy đã đổi xong ạ. Các bạn có thắc mắc gì ở cái chỗ quy đổi này không? Tại hydro hóa rồi là no rồi, là không có trừ H2 nữa các bạn nhé. EF đều có khả năng có. Ừ nhờ, chắc vẫn tính theo. Ừ đúng rồi. Cái muối ở đây là muối nhỏ nhất là C15, nên mình sẽ đổi về C15. Rồi. Thì đầu tiên là bảo toàn nguyên tố natri. Các bạn bảo toàn nguyên tố natri đó. Bảo toàn natri nhỏ nhỏ ở đây ha. Thì các bạn đã biết được cái muối này rồi, đúng không? Cái muối này có natri nè, thì cái muối này 0,14. Từ đó dễ dàng các bạn sẽ tính được số mol của nhóm CH2. Số mol của nhóm CH2 bằng 40,6 là khối lượng hỗn hợp muối, các bạn trừ đi khối lượng của cái này là 0,14, các bạn nhân cho bao nhiêu nhỉ? Cái m lớn của ông này bao nhiêu? M lớn này. C15, 15 nhân 12 cộng 31 cộng 67. 278. 278 là cái muối ở trên đó, là các bạn chia cho 14, CH2 là 14 đó các bạn. Bạn bấm ra. Chia 14. Rồi, nhóm CH2 là 0,12. 0,12. Rồi. Như vậy các bạn điền hết vào đây. Cái này đã có cái này nè. Đó. Cái này là 0,14 đúng không? Cái này là 0,14 này. À, còn cái này này là 0,12 rồi đó. Rồi. 0,14, 0,12. Phát Tài, ở năm nay dạng này có ra không? Thì theo cấu trúc đề minh họa là nó phải có đó các bạn. Cấu trúc minh họa là phải có, nhưng mà không ai khẳng định được là nó có ra hay không. Nhưng mà trong đề minh họa là có, gần như năm nào cũng có. 2K5 phải đợi. C3H2 là gì ạ? C3H2 là gì thì con coi lại ở cái... Đúng rồi, giờ bảo toàn nước rồi là xong. Châu Phi Long giỏi. C3H2 là gì thì các bạn xem lại ở cái quy đổi này giúp thầy nhé. Các bạn coi quy đổi ở cái bài mà thầy mới post ở trên nhé các bạn nhé. Các bạn coi giúp thầy là C3H2 là gì nhá. Rồi, sau đó thì có hết rồi. Các bạn chỉ cần bảo toàn nước nữa. Bảo toàn nguyên tố hydro nữa là các bạn sẽ biết số mol của ông này ngay. Đúng chưa? Nên thầy sẽ viết cẩn thận chút xíu đi. Ví dụ như thầy đặt cái này là ít mol nha, thằng này là ít mol này, thằng của thằng này này. Thì các bạn bảo toàn nguyên tố H nè, bảo toàn nguyên tố hydro nha. Các bạn sẽ có là 0,14 là thằng ở trên này, các bạn nhân cho 32H. Rồi chỗ này có H luôn là 0,12 nhân 2. Các bạn cộng cho x nhân 2. X là số mol của ông này này. Và bằng nước ở đây là 2,39. Các bạn nhân cho 2. Các bạn sẽ bấm x bằng bao nhiêu? Châu Phi Long ơi, bấm nước mà x bằng bao nhiêu không? Các bạn bấm cho thầy x bằng 2. Có phải là 0,03 không? À đúng rồi, 0,03, cảm ơn các em. 0,03 nha. Rồi. Như vậy là có hết. Vậy cái này là 0,03. Rồi. Bây giờ làm sao và từ những cái dữ kiện như thế này các bạn có thể nhồi ngược lại được cái chất ban đầu, đúng không? Các bạn có thể biết được cái chất ban đầu là bao nhiêu chứ, đúng chưa? Rồi nha, bây giờ chúng ta sẽ đẩy về chất đầu nè. Tại vì đề bài hỏi x là bao nhiêu mà, đúng không? X là bao nhiêu, khối lượng nó là bao nhiêu. Ghép chất, đúng rồi, bây giờ ta phải ghép này. Bây giờ các bạn phải ghép. Ghép là một cái công cuộc nó khá là vất vả và các bạn sẽ nhìn như sau. E là cái hỗn hợp lúc ban đầu. Bây giờ E này á, nó sẽ có axit là palmitic rồi, là C15H31 rồi, COH thì tuy nhiên là các bạn chưa biết số mol nó là bao nhiêu nha. Và chất béo ở đây thì nó phải ghép với 3 chất đúng không? Ghép với 3 gốc là C3H5. Các bạn lưu ý này. Cái gốc C3H2 mà là bao nhiêu ấy thì cái gốc C3H5 nó là bấy nhiêu. Rồi, xin chào bạn mới vô nha, DTMT nha. Rồi, các bạn sẽ điền cái 0,03 này. Điền cái 0,03 ở cái nhóm C3H2 đó vào cái chất béo. Ok chưa? Ok, Nam được không Nam ơi? Hoài Nam ơi. Được không Hoài Nam? Nhật được không con? Điền cái 0,03 vào đấy ok chưa? Được, đúng không? Điền 0,03 vào đấy, đúng rồi, chính xác rồi. Rồi, sau đó như vậy thì bây giờ tiếp theo các bạn có thể trừ đi này, cái này cũng được. Tổng số, tổng cái C, cái muối của mình là 0,14 đúng không? 0,14. Mà ông này này, ông cộng với 3 nao H chất béo 0,03 này nè, cộng với 3 nao H 0,03 nhân 3 là 0,09, là 0,09 mol nao H rồi. Mà cái nao H tổng là 0,14. Dù bạn lấy 0,04 bạn trừ cho 0,19 thì cái này nó sẽ còn là 0,05. Bạn hiểu không? Nhờ bảo toàn nguyên tố natri đó. Đúng rồi. Đúng chính xác. Tiếp theo, ý quan trọng nhất là các bạn sẽ hiểu thế này. Cái số mol hydro cộng vào là 0,06, nó gấp 2 lần 0,03, nghĩa là cái chất béo này sẽ cộng với 2 hydro. Chất béo này cộng với 2H2. Đúng không? Cộng 2H2 thì số mol hydro nó mới gấp đôi là 0,06. Vậy thì trong cái chất béo của chúng ta đó, nó có cái gì đây? Nó có cái gì đây? Và để ý thêm nè, để ý thêm chú thầy nha. Cái số mol của chất béo là 0,12, số mol nhóm CH2 là 0,12. 0,12. Các bạn lấy này, 0,12 là số mol của nhóm CH2 nè. Nhóm CH2. Các bạn chia số mol chất béo là 0,03 này, là bằng 4. Bằng 4. Vậy là tách, vậy là suy ra ít đó. Tách 4 nhóm CH2. Tách ra 4 nhóm CH2. Đúng không? Nhóm CH2 chỉ tách từ chất béo thôi, chứ còn axit này mình đã giữ nguyên, nó không tách. Như vậy thì, và cộng với 2, như vậy là ở đây nó sẽ có gốc C15, H31 nè, COO là một gốc no. Ngoài ra nó sẽ có hai gốc không no là C17H33 COO và C17H33 COO nữa. Tại sao? Gốc C17H33 là có một đối đôi. Ở đây một đối đôi nữa là hai đối đôi, là cộng với 2 hydro là chính xác. Chỗ này tách ra hai nhóm CH2, chỗ này tách ra hai nhóm CH2 nữa, vậy tổng là 4 nhóm. Đúng rồi, chính xác rồi. Như vậy thì bài yêu cầu tìm khối lượng của X đúng không? Khối lượng của X là khối lượng của cái ông ở dưới này bằng số mol là 0,03 nhân m lớn thì bao nhiêu các bạn? M lớn của cái chất béo này bao nhiêu? M lớn của X là bao nhiêu? Bấm thầy. Cộng bao nhiêu nhỉ? M lớn là bao nhiêu các bạn ơi? M lớn bao nhiêu? Tám trăm bao nhiêu nhỉ? Thầy bấm ra 15 cộng 31, 15 nhân 12 cộng 31 cộng 17 nhân 12 cộng 33 nhân 2 cộng 44 nhân 3 cộng 41. 858 à? 858 đúng rồi. 858 rồi, các bạn bấm tiếp. 25,74 gam. Ở đáp án của mình là câu A nè. Rồi, ok. Nhỏ quá hả? Không nghe hả con? Thầy để cái mic gần lại xíu. Rồi, đâu các bạn nào thắc mắc ở chỗ nào các bạn nói thầy nghe nhá. Rồi, chúng ta đã hoàn tất xem hai câu đấy. Nếu các bạn có thắc mắc thì nào các bạn nói thầy đi. Thầy nói lại chỗ ghép đi ạ, em chưa hiểu lắm. Ok, thầy sẽ nói lại chỗ ghép nha. Rồi, thầy sẽ nói lại chỗ ghép. Rồi, thầy sẽ nói lại cho các bạn. Cứ từ từ bình tĩnh, chúng ta sẽ phải hiểu đã nha. hiểu bài đã mới đi tiếp được. Rồi, thầy sẽ nói lại chỗ ghép nè. Như vậy là tới cái chuyện ở đây là chúng ta sẽ ngang đây nha. Ngang đây là chúng ta sẽ không nói rồi. Rồi. Bây giờ là khúc dưới nè, khúc này phải không? Khúc này. Bây giờ tiến hành chúng ta ghép nè các bạn. Ghép nha. Rồi các bạn theo dõi thầy nha. Ghép nè. Thì đầu tiên là đề nó cho acid palmitic mà, nó có acid palmitic vậy mình phải viết acid palmitic ra. COOH nè. Thì acid palmitic là cộng với 1 NaOH đúng không? Cộng với 1 NaOH. Rồi. Chất béo của chúng ta chưa biết chất béo là cái gì nhưng nó sẽ là C3H5. Chất béo phải có C3H5. Và số mol chất béo này là 0,03. Vì sao số mol chất béo này 0,03 các em? Tại vì gốc C3H2 nè. Các bạn là 0,03. Vậy thì số mol chất béo nó cũng là 0,03 thì đồng ý không? Số mol C3H2 là bao nhiêu ấy thì số mol của chất béo nó là bấy nhiêu. Tại vì gốc C3H2 đã tách ra từ một chất béo. Rồi, một chất béo cộng với 3 NaOH. Đúng không? Thì số mol của NaOH ở đây là 0,09. Đúng rồi. Tổng NaOH của chúng ta là 0,14. Tổng NaOH 0,14. Như vậy bạn lấy 0,14 trừ cho 0,09 thì NaOH ở trên còn 0,05. Vậy số mol axit này 0,05, bạn đồng ý chưa? Axit 0,05 đồng ý chưa? Đồng ý chưa Tài ơi? Rồi, đồng ý đúng không? Rất là rõ. Rồi. Tiếp theo. Bây giờ làm sao mà mình biết được á? Làm sao mình biết được là cái gốc này nó sẽ là cái gì? Bạn hiểu tiếp theo. Cái chất béo của chúng ta đây có số mol là 0,03. Mà cái hydro này, H2 nó cộng vào này, cái hydro cộng vô là 0,06. Hydro cộng vào là 0,06. 0,03 cộng 0,06, như vậy là cái chất béo này sẽ cộng 2. Cộng 2 hydro. Cộng 2 hydro đúng không? Cộng 2 H2 thì số mol H2 nó mới gấp đôi. Cái số mol của chất béo 0,03. Rồi. Ngoài ra các bạn nhìn vào cái nhóm CH2 này, nhóm CH2 là được tách ra, đúng không? Được tách ra từ đâu? Nhóm CH2 được tách ra từ chất béo. Nha thầy để. Nhóm CH2 0,12 mol này nè được tách ra từ chất béo. Từ chất béo. Có đúng không? Được tách ra từ chất béo. Được tách ra từ chất béo. Tại vì sao? Mình đã đổi nó về C15H31. Vậy thì cái axit ở đây sẽ không tách nhóm CH2 nào hết, mà nhóm CH2 sẽ tách ra từ cái chất béo này. Vậy thì cái chất béo này sẽ tách ra bao nhiêu nhóm CH2? Thì các bạn lấy cái 0,12 là số mol của nhóm CH2 đó, các bạn chia số mol của chất béo là 0,03 này. Các bạn sẽ biết được nó tách ra 4 nhóm CH2. 4 nhóm CH2. Được chưa? Tách ra 4 nhóm CH2. Như vậy căn cứ thêm vào cộng với tỷ lệ mol là cộng với hydro là 12. Như vậy thì chất béo của chúng ta đó nó phải chứa này hai cái gốc C17H33. Hai gốc C17H33. Vì sao? Mỗi gốc C17H33 có một nối đôi. Mỗi gốc này có một nối đôi. Thì hai gốc là sẽ cộng 2 hydro. Đúng rồi. Ngoài ra mỗi gốc C17 này sẽ tách ra hai nhóm CH2. Vậy hai gốc C17 sẽ tách ra 4 nhóm CH2, đúng chưa? Như vậy thì cái chất béo này sẽ có đi kèm với gốc C15H31 nữa, tại vì gốc này sẽ không có tách một nhóm CH2 nào hết và không có hydro. Ok chưa? Các bạn hiểu chỗ ghép chưa? Ok nha, rồi cố gắng nha các em nha, thật cố gắng vào nha. Rồi thầy sẽ post lại cái video này sau cái buổi liên ngày hôm nay, thầy sẽ lấy lại. Ok Hậu Đậu. Ok. Giỏi, rất tốt. Thầy sẽ lấy lại cái video này rồi thầy sẽ đăng lại cho các bạn xem nhé. Thầy sẽ đăng lại, nha Thanh Lịch ơi. Ok, thầy đăng lại trên kênh này luôn, thầy đăng cả hai cái luôn. Thầy mới trả lời có á bạn. Đúng rồi, có, thầy sẽ đăng lại. Đăng lại cả trên kênh nha. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Rồi, thầy được chưa? Ok chưa? Tiếp nha. Rồi. Tuyệt vời, ta đi được 6 câu. Hiểu rất là rõ đúng không? Tiếp tục. Tiếp tục Việt Anh ơi, chiến đấu tiếp. Rồi. Tên gọi của này là gì vậy các em ơi? C17H33, CO3 lần C3H5. Triolein, chính xác. Phải lộn chứ, câu này là phải lấy điểm chứ, không chơi được đúng không? Không chơi câu này được. Rồi. Ok này. Đây là các triglycerid. Các triglycerid là các chất béo mà mình không có biết rõ cái chất béo đó là cái gì luôn. Bạn không biết cái chất béo là gì, cũng không biết là no hay không no hay là cái gì không biết. Đó, không hề biết nó là cái gì hết. Ồ, đúng không? Không hề biết một cái gì cả. Thì có câu này nè, có hai ý ha, các bạn có hai ý. Thì gặp những cái câu mà nó chất béo như thế này là các bạn có hai cách. Bạn có hai cách để nhìn thế này. Cái thứ nhất là bạn sẽ đổi với cái axit nhỏ nhất thôi, là C15H31COH nè. Không biết no hay không no thì trừ bớt hydro. Không biết có cái nào nhiều hơn hay không thì thêm đồng đẳng hóa và tách thành C3H2. Hoặc là các bạn thay đổi về HCOOH trừ hydro CH2. Thì điểm khác biệt đó, điểm khác biệt giữa cái này và cái này là cái này này. Cái nhóm CH2 ở bên này nè, nó sẽ nhiều hơn cái nhóm CH2 bên này. Bạn đổi về cái nhỏ hơn thì cái nhóm CH2 bạn tách ra nó nhiều hơn. Không? Đó. Đó cũng là C3H2. Đó thì có hai cách lựa chọn như vậy. Câu 8 bấm máy, đúng rồi, đúng rồi. Đó thì có hai cách lựa chọn như vậy, bạn muốn đổi cách nào? Đổi cách đầu cho nó quen ha. Được chưa? Được chưa? Rồi đó, rồi đó thầy đã đó. Được chưa? Thì bài này nó không có cho rõ chất béo là cái gì. Thì mình có thể đổi thoải mái. Có thể đổi về axit béo nhỏ nhất nè. Hoặc là đổi về axit formic. Khi mình đổi về axit formic á, thì cái nhóm CH2 này là cái số mol nó sẽ to hơn cái số bên này. Đó. Được chưa? Thì bài nó cho triglycerid rồi thì mình sẽ đổi về cái nào cũng được. Rồi. Vì mình đổi về C15H31 nha, cho nó quen nha. Rồi, đổi về C15H31 sao cũng được hết nha. Đúng rồi, Châu Phi Long nó giỏi đó. 8A hả? Để thầy coi đáp án 8A nha. Đúng 8A không nha. Giỏi, đúng rồi, đáp án là 8A đó, Châu Phi Long giỏi quá nha. Rồi, thầy sẽ đổi nhé. Từ đầu thầy sẽ đổi nè. X gồm X nè. Bây giờ sẽ đổi về axit béo nhỏ nhất là C15H31 nè, COOH. Các bạn thay đổi về HCOH tùy nhá. Rồi. Bạn Long đấy nhanh đấy. Sau đó tách ra nhóm CH2 bằng cách đồng đẳng hóa. Vì không biết nó no hay không nên trừ hydro. Rồi. Và tách về C3H2. Thế nha. Rồi chúng ta sẽ có những dự kiện là đầu tiên là cộng với NaOH. NaOH vừa đủ. Thu được 35,82 gam muối. Thì cái muối ở đây nó sẽ gồm cái gì các bạn ha? Gồm muối C15H31 nè, COONA. Rồi, gốc CH2 sẽ đi theo muối và H2 cũng đi theo muối luôn. Đó, bạn phải nhớ vậy nha. Đúng rồi. Khi cộng với NaOH thì nó ra glycerol, glycerol đâu có nhóm CH2 đâu, đâu có không no đâu đúng không? Rồi, điều kiện thứ hai chúng ta mang đốt này. Đốt cháy trong oxy. Thì cho CO2 luôn. Cho nước luôn. Rồi cho CO2 cho nước luôn. thì CO2 ở đây là 2,22. Nước của mình là 2,11. Đó, rồi. Làm nhiều nghiệm đấy. Mấy giờ rồi? 2 giờ 15, 12. Các bạn lưu ý là cái số mol hero ở đây, mình nếu mình tìm được hero ở đây nha, là hero đây chính là độ bất bão hòa, thì cái hero này đó nó chính là bằng brom luôn các em nhé. Đó chính là brom luôn đấy nhá. Thì brom ở đây người ta cho là amon này, thì cái thằng hero này á nó sẽ là trừ amon đấy, nó sẽ là trừ amon nhá. Thì một brom là cộng một nối đôi mà, một brom cộng một nối đôi, một hero cũng cộng một nối đôi. Do đó số mol hero rồi. Rồi chào An nha. Ok chưa? Ok giờ bắt đầu mình dạy nhé. Bắt đầu từ đâu nè Châu Long nè? Bắt đầu từ đâu? Bảo toàn. Mình bảo toàn thầy ơi. Rồi bảo toàn sao mới được chứ. Ok, ok nha. Rồi bây giờ làm nè, bắt đầu nè. Như các bạn phải để ý, có một cái mối liên hệ rất là đặc biệt thế này. Nếu như thầy gọi thằng này là X-mon nha, các bạn phải cực kỳ chú ý này. Nếu thầy gọi là X-mol ở đây thì các bạn có biết là cái C3H2 là bao nhiêu mol không? Đây nè, nếu gọi thằng này là X-mol thì thằng C3H2 là bao nhiêu mol, chứ không bạn lại thì bị bốn ẩn đấy. Hello. Bao nhiêu đó sẽ là bao nhiêu Long? Nếu thầy gọi x là số mol của muối này, từ cái này thầy thì cái C3H2 sẽ là bao nhiêu? X chia mấy? X chia 3 nha. Không, x chia 3 chứ. Nó phải là x chia 3 chứ các em. Đây nha. RCO 3 lần C3H5. Đúng không? Cái gốc nguyên cái này nè, bạn sẽ tách ra thành 3 cái RCOO đúng không? Và cộng với C3H5 đúng không? Như vậy nếu thằng này là X-mol này, đó, mình đặt nó là X-mol, thì số mol thằng chất béo này là X-3. Có nghĩa là cái gốc C3H5 nó sẽ là X-3 nha các bạn. X-3, đúng rồi, X-3 nha, phải cẩn thận chứ không là sẽ vướng bốn ẩn đấy, là giải không được đâu. Nha. Rồi sau đó thì đặt thêm thằng này ẩn nữa thôi. CH2 là Y này. Rồi qua đây chúng ta sẽ có X, đúng chưa? Thằng này là Y, rồi ông này sẽ là trừ A, rồi có 3 ẩn đấy, nó gấp 3 lần đúng không? Ok, rồi xuống hàng, bấm máy xuống hàng thì chúng ta lập hệ phương trình thôi. Hệ phương trình 3 ẩn, đầu tiên là 35,82, bấm mấy cái M lớn muối các bạn ơi. 15 nhân 12 cộng 31 cộng 67, 278 x cộng 14y trừ 2a là muối nè, là 35,82. Rồi phương trình thứ hai là bảo toàn gì? BT gì các em? BTC đúng không? Nó cho CO2 này thì mình BTC thôi. Bảo toàn carbon 16X. Axit đầu tiên có 16 carbon nha. Cộng cái này là có một carbon là 1Y. Và cộng cái này là 3 carbon là 3 nhân x chia 3 đó, 3 này nhân x chia 3 là cái chỗ C3H2 đó, bằng 2,22. Tiếp theo là bảo toàn H, bảo toàn nguyên tố hydro thì mình sẽ có gì nào? Ông này là 32H là 32X nè. Ông này có 2Y, 2H là 2Y. Ông này trừ 2A. Rồi, ông dưới này là 2 nhân x chia 3 và bằng H lúc sau là 2,11 nhân 2. 2,11 nhân 2. Ok, rồi đó, chúng ta đã có được hệ phương trình ba ẩn. Thì các bạn bấm ra thôi. Giờ bấm là bấm x bằng y bằng a bằng thôi. Y bằng và a bằng thì có a là xong, là đáp số của chúng ta đây rồi. Rồi bấm máy nha, cùng bấm máy với thầy nhá. Hoa hết cả mắt. Đây là 16x cộng cho x này gọi là 17x nha. 1 0. X đây là 32 cộng 2/3. Y là 2, a là trừ 2, 2,11 nhân 2. 0,12, 0,18, 0,03. Rồi, các bạn lưu ý, đây là độ bất bão hòa. Thì trừ H2 đó chính là brom luôn đấy. Như vậy đáp án của mình sẽ là câu A. Brom là 0,03 mol. Rồi, thầy đã xong câu số 8. Thì bạn nào có thắc mắc gì thì nói thầy giải thích ở chỗ nào để các bạn nói nè. Rồi. Giải thích chỗ nào ha. Bày cách ghép đi thầy. Cách ghép ở cái câu trước á, thầy có cho các bạn ghép rồi đấy. Đúng rồi, bạn muốn là trừ thì trừ A trừ B thì tùy mình đặt thôi nhé. Trừ A trừ B trừ gì thì tùy mình đặt. Cái bão hòa là cái hydro trừ ra thôi không nhé. Vì nó không no đây là mình sẽ phải trừ bớt H2 đó không? Vì không no thì mình phải trừ bớt H2 đi. Chỗ nào? Cái chỗ quy đổi này hả? Chỗ nào THT ơi? Đợi thầy chút xíu. Chỗ này hả con? THT ở chỗ này hả? Chỗ này phải không? Chỗ này phải không? Rồi chỗ này. Rồi. Thì giảng là cái chỗ này xíu nha. Đợi xíu nha Long ơi, đợi xíu nha con. Chỗ quy đổi. Rồi thầy biết rồi. Rồi ok. Nhìn nhá. Nhìn nè. Đúng rồi, thủy phân hóa. Bài này là đầy đủ luôn á. Thủy phân hóa, hydro hóa, đồng đẳng hóa, ba cái luôn đó. Thì đầu tiên nè. Cái số 1. Thầy có post cái này rồi nè. Thầy có post cái này rồi nha THT ơi. Các bạn có thể vào cái đường để xem cái cách. Đây, thầy giảng lại luôn nè. Thầy giảng lại từ cái tờ này luôn nha. Xét một cái phản ứng thì một cái chất béo thì nó sẽ bằng cái gì? Bằng axit béo cộng glycerol trừ bớt nước đúng không? Trừ bớt nước. Thì khi các bạn lấy glycerol các bạn trừ cho 3 nước này thì nó còn C3H2. Do đó một cái chất béo thì các bạn phải đổi về axit béo và nhóm C3H2. Đó là cái đầu tiên tại sao xuất hiện C3H2. Rồi, tiếp theo là tại sao lại xuất hiện nhóm CH2? Một cái axit béo mà nó to như thế này thì nó bằng một cái axit béo nhỏ này cộng thêm một hoặc nhiều nhóm CH2. Do đó, Hỗn hợp gồm có nhiều axit, ta đẩy về axit nhỏ nhất và cộng thêm nhóm CH2 để gọi là đồng đẳng hóa đó các bạn. Thứ ba là hiro hóa là sao? Một cái chất béo không no, ví dụ như COH33 thì nó bằng chất béo no là COH35 trừ bớt đi hiro, trừ H2 là đồ bất bão hòa. Đấy, bất bão hòa đây, trừ hiro này. Axit này thì bằng là axit này COH35 trừ bớt đi 2H2 thì H2 này trừ H2 là độ bất bão hòa. Do đó, từ các axit bất kỳ ha, các bạn có thể đổi về axit nhỏ nhất, cộng thêm một hoặc nhiều nhóm CH2 như là ở trên này và trừ bớt đi hiro nếu nó không no. Một cách tổng quát là thực hiện 3 quy tắc trên với mọi bài toán luôn. Thì các bạn thay đổi về hỗn hợp gồm có axit béo, chất béo đổi về này. Đổi về axit nhỏ nhất C3H2, C3H2 là bằng cái chỗ số mol glycerol các bạn nhé. Đây nha. Trừ bớt hydro nếu nó không no và tách ra nhóm CH2 nếu có axit nhiều, axit to hơn. Axit C17H31 các bạn không thích thì các bạn thể đổi về axit nhỏ nhất cũng được. Đã, tùy ý. Rồi đó là cái cách toàn bộ như vậy để các bạn có thể xem lại. Bạn có thể xem lại ở cái bài đăng gần nhất của thầy ở cái này nhá. Thầy đã có bài đăng rồi, các bạn có thể xem lại nha. THT ơi. Ok không? Thầy có đăng cái này rồi, các bạn có thể xem lại nhé. Cảm ơn. Cảm ơn con. Rồi. Vậy mình tiếp được chưa? Vậy mình tiếp nhé. Các bạn còn sức chiến đấu không? Mình tiếp tục nhé. Rồi tiếp tục. Không sao, hiểu mà, hiểu sâu sắc là tốt. Rồi câu số 9. Chuyên Trần Phú Hải Phòng lần 2. Chuyên Trần Phú Hải Phòng lần 2. Các bạn đợi thầy một chút nha, đợi thầy một chút, thầy uống miếng nước cái, thầy qua liền. Các bạn xem đề đi. Mà các bạn nào mà cần nhóm Zalo thì các bạn add vô dùm thầy cả nha. Add vào nhóm Zalo đi cho nó có gì trao đổi cho nó tiện. Rồi thầy tiếp tục nha. Thầy tiếp nha. Xin lỗi các bạn, thầy đi uống nước cái. Rồi. Ôi cái gì thế này? Tỷ lệ mol, ý gặp mấy bài này khoái lắm các bạn ơi, các bài này khoái lắm. Cái bài này tỷ lệ mol, nhưng các bạn phải cẩn thận chút xíu nha. Rồi, các muối như thế này phải không? Các muối như thế này thì các bạn quan sát tùy thôi. Cái bài này á, thì các bạn có thể đẩy về HCONA cũng được. Hoặc là chúng ta quan sát cái muối nhỏ nhất là cái muối này nè. Đó, chúng ta nắm đầu cái muối nhỏ nhất đó, để chúng ta đổi nha. Đầu tiên là quy đổi. M gam hỗn hợp E gồm các triglycerid, như vậy là nó chỉ gồm có triglycerid thôi nha. Nó chỉ gồm có chất béo thôi đó. Chúng ta có M gam E nè, tức các bạn sẽ đẩy về, đổi hết về này. Axit nhỏ nhất là C15H31 COOH. Có thể tách ra một hoặc nhiều nhóm CH2. Rồi có thể không no nên phải trừ bớt hydro và gốc C3H2. Rồi đấy, đây là cái ý đầu tiên. Ý đầu tiên các bạn viết như vậy ha, đổi về như vậy. Thực hiện ở đây hai phương trình, một là cộng với NaOH, hai là đốt, đúng không? Cộng với NaOH trước. Rồi. Ok, nhưng các bạn sẽ phải có một cái điều thế này. Tỷ lệ mol là 345. Do bạn đó bạn đặt cái này là 3A đi. 3A nha, thì cái này là 4A nè. Thì cái này là 5A. Là 345. Được chưa? Vậy là bảo toàn nguyên tố natri thì các bạn sẽ có NaOH đây có phải là 12A không? Đấy, các bạn viết ở đấy 12A cho nó dễ. Chứ nếu không bạn sẽ đặt là XYZT là mệt luôn á, 4 lần là làm không được đâu nha. Rồi thu được này, muối. Các cái muối này thì bây giờ muối này các bạn sẽ đổi về là C15H31 nè, COONA. Và tổng cái muối này nè, nó sẽ là 12A. Tất nhiên là nhóm CH2 sẽ đi kèm với muối, hydro không no thì đi kèm với muối, nhưng mà cái số mol CH2 và hydro thì không ảnh hưởng tới số mol nha. Thầy ơi. Thầy ơi. Lấy A hay D? Dạ. À, ra xấp xỉ. Giá trị của M là đâu ra xấp xỉ, ra chính xác chứ. Coi lại coi Châu Phi Long. Nếu mà nó hỏi là giá trị của M là có nghĩa là giá trị chính xác chứ con nha, ra giá trị chính xác chứ. Thầy nhớ không lầm mà câu này là 17,1 thì phải. Đúng rồi, 17,1 câu này là A. Rồi nha, các bạn phải hiểu chỗ này ra, 12A. Thì cái này nè, nó sẽ là 12A chứ. Đúng không? Cái này nó sẽ là 12A. Rồi, cái này sẽ là 12A. Cái nhóm C3H2 là bao nhiêu? Đây là chỉ gồm các triglycerid thôi. Nên là cái số mol này mình sẽ chia cho 3 lần. Thì cái số mol này sẽ là 4A. Các bạn phải hiểu vậy. Còn nhóm CH2 tách ra là bao nhiêu? Nhóm CH2 tách ra là bao nhiêu A các em? A rồi. Nhóm CH2 tách ra bao nhiêu? Cái chỗ này bạn tách bao nhiêu nhóm CH2? Hai nhóm, chỗ này tách hai nhóm CH2. Đây. Số mol của nhóm CH2 tách ra nè. Nó sẽ bằng là 3A nhân 2. Tại vì C17 thì tách ra hai nhóm CH2. Chỗ này C17 tách ra hai nhóm CH2, nghĩa là 5A nhân cho 2 nữa, như là tổng nhóm CH2 sẽ là 16A nha các bạn. Phải lưu ý. Vậy là 16A nè. Đó, như vậy là từ nãy giờ chúng ta mới có một ẩn thôi. Chúng ta có một ẩn duy nhất thôi đó. Và H ở đây các bạn sẽ đặt nó là trừ, tùy bạn đặt là trừ B đi ha, trừ B. Rồi, thực hiện phương trình đốt cháy. Như vậy chúng ta sẽ viết hết qua đây nha. Cái này là 16A này. Rồi, cái này là trừ B nè. Rồi. Thực hiện phương trình đốt. Đốt cháy cần oxy. Thì oxy ở đây là bao nhiêu mol các bạn? Bấm chúng thầy cái. 34,384 chia cho 22,4. 1,535 CO2 và nước. Rồi. Cái này là bạn bảo toàn C thôi. Cái này bạn bảo toàn H thôi, không có gì khó khăn. Rồi. Rồi, ok. Khi nào mình quy đổi về C3H2? Anh Khôi ơi, con coi cái bài clip thầy đăng cái clip thầy đăng gần nhất trên kênh TikTok nhé. Đổi về C3H2 là khi mà có chất béo hoặc hỗn hợp gồm có axit và chất béo thì ta sẽ đổi về là axit và C3H2 C3H2 đó là tượng trưng cho chất béo đó con nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bảo toàn C. Bạn cộng hết C bên này lại, cộng hết C lại nha. Thầy sẽ bấm C để ra chữ A nè. 12 nhân 16. Bạn thao tác giúp thầy nha. 12A này nhân cho 16 này, nhân cho 16 này. Được chưa? 12A nhân cho 16C này. Cộng tiếp. Đây là 16 nữa, 16C nữa. Chỗ này là 4A cộng cho 4 nhân cho 3C. Nó sẽ ra là 220A chỗ này. Chắc chắn là số nó to lắm các bạn, 220A. Tiếp tục bảo toàn H. Bạn cộng hết H bên này lại và chia đôi. Nhớ là cộng hết H bên này và chia đôi để ra nước nha. Tại vì chúng ta phải bảo toàn nguyên tố O ở đây. 32H. 12 nhân 32. 12 này, 32H. Chỗ này là 16 nhân cho 2. Nhân cho 2. Rồi, chỗ này là 2 nhân 4. 2 nhân 4. Sau đó chia cho 2. Sẽ có 212A chỗ này. Và chỗ này còn trừ nữa. Trừ B nhân 2 chia 2 là trừ B. Rồi, các bạn có thắc mắc gì ở cái chỗ nào không? Thì thầy sẽ nói tiếp. Bài này tìm XY sao vậy thầy? Muốn tìm XY hả? Muốn tìm XY thì tìm XY. Để xíu nha các bạn. Muốn tìm XY đúng không? Thì ta giải xong bài này rồi mình sẽ tìm XY luôn. Bạn muốn tìm X bao nhiêu, Y bao nhiêu rồi, ta sẽ tìm luôn nha. Yeah. Rồi. Được, muốn tìm. Nhưng mà bài này thì không cần tìm nha. Nó hỏi chỉ số M mà, mình không cần tìm. Mình ra AB là xong rồi. Nhưng mà muốn tìm thì thầy sẽ tìm cho các bạn xem nhé. Ok, MDS nhé. Rồi, tới đây thì chúng ta sẽ có hệ phương trình như sau. Phương trình đầu tiên là tổng khối lượng. À đâu rồi? Từ từ nha, hình như mình còn thiếu cái gì các bạn ơi. Hydro hóa hoàn toàn E. Thầy tóm tắt thiếu chỗ nào nhỉ? Hydro hóa hoàn toàn E thu được 17,24 gam hỗn hợp. Rồi. Hydro hóa là cộng H2. Cộng H2 vô đây nè. Cộng H2 vô cái hỗn hợp đầu. Thì chúng ta thu được 17,24. Ồ, thầy viết gì để bị thiếu rồi. 17,24. 17,24 gam. Thì 17,24 gam này gồm cái gì các em? Hydro hóa rồi, cộng H2 rồi. Cộng H2 là H2 này mất này. Như vậy nó chỉ còn là C15H31 COOH. Nó chỉ còn nhóm CH2 và C3H2 thôi. Hydro hóa có nghĩa là mất cái thằng H2 này rồi. Nha, mất cái thằng H2 này rồi. Hydro hóa là cộng hydro là mất H2. Như vậy phương trình đầu tiên là 17,24. Số mol này sẽ vẫn là 12A. Bạn bấm xem là bao nhiêu, M lớn nó bao nhiêu. 15 nhân 12 cộng 31 cộng 45. 256 nhân cho 12A. Đấy. Còn ông này là 16A nhân 14 cộng tiếp. Ông này là 4A. Nhân chứng này bao nhiêu ta? C3H2. C3H2 là 38. Đó, bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? Bằng 17,24. Rồi, hiểu chỗ đấy không? Ok, được chưa? Thấy chưa? Hydro hóa là cộng vô, thầy đã thiếu. Hydro hóa là cộng H2 vô, là cái hydro này nó mất này. Như vậy là toàn bộ cái chất béo mình sao là cái chất béo sau này no hết. Và số mol tương ứng là 12A, 16A và 4A để tương ứng đây. Các bạn sẽ suy được A chỗ này rồi đúng không? Rồi bấm A bằng này. Thấy chưa các bạn, thấy chưa? Rồi. 0,005. Đó, 0,005 mol. Ok. Bây giờ làm sao mà đi tìm chữ B? Thì các bạn sẽ bảo toàn nguyên tố O ở đây để tìm được chữ B. Chưa thầy ơi. Chưa chỗ nào con ơi. Chưa chỗ nào nhờ. Thầy nói lại một lần nữa nhá. Khi hydro hóa, đề bài nói là hydro hóa hoàn toàn M gam E thì thu được 17,24 gam hỗn hợp Y. Hydro hóa là sao? Hydro hóa nghĩa là cho cái chất béo ban đầu cộng với H2 thì để nó triệt tiêu cái thằng hydro này đi thì chất béo của chúng ta chỉ còn lại no thôi, có nghĩa là còn lại C17H31COH này, có số mol là 12A. Còn lại nhóm CH2 số mol 16A, C3H2 số mol là 4A. Và tổng khối lượng này là 17,24 gam. Thì bạn lập cái phương trình 17,24 gam này thôi thì bạn sẽ bớt được A. Ok. Sau đó bạn sẽ bảo toàn nguyên tố oxy. Đó, thì tính được chữ B này. Oxy có ở đâu? Oxy nó chỉ có ở chất đầu tiên thôi, là 12A. 12A nè, nhân cho 2, đây 12A nhân 2. Cộng cho oxy đốt cháy 1,535 nhân 2. Rồi, bằng oxy lúc sau là 220A nhân cho 2, tại vì nó có 2O này. Được chưa? Và cộng với oxy có trong nước là 212A trừ B nhân 1. Là nhân 1 này. Rồi, A có rồi. A đã có ở trên rồi. Vậy bấm ra chữ B. A có rồi thì bấm ra chữ B. Bấm ra chữ B. Được không? B bằng bao nhiêu? B bằng. Bấm nha. Đây, thầy bấm đây. 12 nhân cho 2 nhân A cộng 1,535 nhân 2. 1,535 nhân 2 trừ 10 nhân. Rồi. Ý, cái này phải là trừ chứ. À trừ đúng rồi. Rồi, sau đó trừ tiếp 212 nhân 0,005. Rồi, B sẽ bằng là 0,07. B là 0,07 mol. Đúng rồi Hậu Đậu ơi. Vậy thì cái giá trị ME này thì bằng cái 17,24 này nè. Tại vì cái B này cũng chính là 0,07 luôn. B là 0,07 thì cái hydro cộng vào là 0,07. Và các bạn chỉ cần bảo toàn khối lượng chỗ này. Bạn sẽ tính được ME nè. Bằng cái khối lượng chất no là 17,24. Bạn trừ cái hydro đi. Trừ đi 0,07 nhân 2 đó. Thì cái B là 0,07 thì cái hydro cộng vào là 0,07 thôi. Các bạn bấm cái này. Nó sẽ là 17,1 gam. Đó, và đáp án chúng ta chọn là câu A. Chính xác là 17,1 luôn các bạn. Không gần đúng. Rồi. Rồi, nhiều bạn muốn đi tìm. Nhiều bạn muốn tìm cái C17HX đó là cái gì? Rồi, và C17HY này nè, nó là cái gì? Thì bài này không yêu cầu tìm nha, nhưng bạn muốn tìm thì tìm XY. Rồi, ok, đi tìm này. Bây giờ đi tìm. Thì con để ý ở trên nha, cái số mol này là 3A. 3A với A là bao nhiêu rồi? 0,005 thì con bấm đi. 0,005 nhân 3 thì cái này có phải là 0,15 không? À 0,015 không con? 3A mà. Rồi. Đằng này là 5A. 5A nhân 0,005 là 0,025 à. Rồi chỗ này hiểu không? Khi đã có A rồi thì số mol cái muối đó được không con? Được đúng không? Được MDS chỗ đó con hiểu không? Được đúng không? Mình có A rồi mà. Thì số mol cái muối đó mình biết rồi. Ok. Rồi, tiếp theo thì bạn sẽ nhìn vào cái thằng B giúp thầy nè. B nha. Thì cái này là không no. cái thằng C15H31 đó, nó đã no rồi, nó sẽ không cộng H2. C15H31 nó no rồi, nó không cộng H2 nữa. Do đó nếu mà cộng hydro á, thì có khả năng là ông này sẽ cộng hoặc ông này sẽ cộng nếu nó không no. Có khả năng sẽ cộng nếu nó không no. Còn nếu như mà nó no thì nó sẽ không cộng luôn, nhưng mình chưa biết nó no hay không no. Thì bây giờ cái số mol hydro này cộng vào này. Cái hydro cần cộng vào là 0,07 nha, 0,07 mol. Thì bạn sẽ gọi này. Thằng này sẽ cộng cho T1H2, thằng này cộng cho T2H2, này là suy ra ta có này. 0,015 nhân T1 cộng 0,025 nhân T2. Với T1 T2 là cái hệ số hydro mà cái muối này và muối này cộng vào, nó sẽ bằng là 0,07. Thì từ đó các bạn chọn giúp thầy nhé. Các bạn chọn giúp thầy T1 bằng một cặp nghiệm và T2 bằng. Tất nhiên là T1 T2 là những số tự nhiên, những số tự nhiên. Chọn thế nào cho đúng. Nếu mà chọn bằng 1 thì được không? Đó, T1 bằng 1 được không? T2 bằng 2 được không? Thì chọn cái nào là hợp lý? Đúng rồi, cho chạy nghiệm Hoài Nam, chính xác, cho chạy nghiệm nữa không? Cho chạy chọn nghiệm đồng thời, đó, chọn nghiệm đồng thời. Cho trải nghiệm đồng thời thôi. Rồi, T1 bằng 3. T1 chọn bằng 3 và T2 chọn bằng 1. Ok. Rồi. Bằng 3 nghĩa là sao? Có nghĩa là có 3 nối đôi. Đó, có 3 nối đôi. Như vậy thì gốc C17 nè. Gốc C17 thì H là bao nhiêu? Đó, COONA. Rồi. Và các bạn nhìn giúp thầy nha. Một cái gốc này, hello. Một cái gốc thì nó sẽ có dạng là CNH2N cộng 1 trừ bớt đi 2 lần cái T á. Cái T là cái độ không no nên trừ bớt đi. 31 đúng rồi, 31. Các bạn trừ bớt T bạn thay vào nhá. Thay cái T này. Với T thằng này bằng mấy? Bằng 3. Bạn thay vô đi. 2 nhân 17. Này là 2 nè, nhân 17 nè, cộng 1 nè, trừ 2 nhân 3 nè là bao nhiêu trời? 35 trừ cho 6 là 29. 29. Đó. Còn thằng này là C17H bao nhiêu? Bạn thay 17 vô đây. 2 nhân cho 17 cộng 1 trừ 2 nhân 1. 2 nhân 1. Thế là nó là 33 hả? Đó. Ok. Ok nhá. Đấy, muốn tìm thì tìm được hết. Tìm được hết. Mình đi tới tận cùng luôn cũng được đó. Rồi. Rồi đấy, thầy đã xong câu số 10. Thì các bạn thầy ghi bên nào? À bên này hả? Đây. Cái gốc mà. Cái gốc là bằng 2 lần, cái gốc là CNH2N cộng 2 trừ bớt 2T, với T là cái độ bất bão hòa bạn tìm ra ấy. Thì để mình biết được là C17 nè mà có T bằng 3 là H29, T bằng 1 thì C17 thì H33, vậy thôi. Được chưa các em? Ly trên YouTube thì thầy Ly vào tối thứ 3, tối thứ 5. Tối thứ 3, tối thứ 5. 9:30 cho đến khoảng 12 giờ hơn gì đó. Đức ơi. Ở bên kênh YouTube. Các bạn chia sẻ kênh dùm thầy và cái Nam ơi, Nhật ơi, các bạn chia sẻ cái đường link kênh vào một cái kênh nào đó và cho giúp thầy cái. Rồi, được chưa? Có thắc mắc gì ở câu số 10 này không? À, xin lỗi, câu số 9 này không các em? Rồi, mình sẽ cố gắng thêm một bài nữa ha. Học bài cộng dễ, Hưng ơi. Học bài cộng thì làm 30 câu đầu được rồi. À không có thắc mắc gì với Gana, ok ha. Rồi. Các bạn học bài cộng thì các bạn vào nhóm Zalo giúp thầy cái nha. Thầy gửi bộ đề cho làm. À, số này. Sau các bạn ghi số để add nhé. Đấy, số thầy ghi trên màn hình. Rồi, vậy thầy tiếp nha. Thầy qua tiếp nha. Rồi, đây. Ok. Ok, chút xíu là thầy kiểm tra. Thầy sẽ kiểm tra. Thầy lại bấm từ chối Đức Tùng rồi. Đức Tùng ơi, Đức Tùng. Đức Tùng add lại giùm thầy cái Đức Tùng. Tùng áp giùm thầy cái Đức Tùng đó nha. Thầy lỡ bấm vô cái đó, cái kia mất rồi. Rồi mình tiếp nha, mình tiếp các bạn đây. Hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ không no? Không no là có nối đôi hoặc nối ba ấy, gọi là không no. Rồi. Đáp án câu nào? Câu số 10 đáp án nào các con? Hello. Không no. Không no là có nối đôi kìa. Có nối đôi, nối ba gì đó là gọi là không no. Thì cái nào? C. Đúng rồi, triolein, chính xác. C17H33 là có nối đôi. Đúng không? CO 3 lần C3H5. Đó, biết cho nó rõ. Cái gốc C7H33 này là có một nối đôi. Đấy, rồi là không no, chính xác rồi, C. Ok nhá. Rồi câu số 11. Hỗn hợp chất béo P. Chất béo đúng không? Nó là chất béo thôi chứ nó không có cái gì hết. Rồi. Như vậy các bạn sẽ đổi về muối có dạng. Muối có dạng như thế này. Có nghĩa là cái muối của mình là đều là C17 hết đúng không? Như vậy thì kinh nghiệm lúc này chúng ta sẽ đừng có đẩy về C15H31. Vì đẩy về C15H31 là chúng ta lại phải dôi ra cái nhóm CH2 nó xử lý nó mệt ra. Do đó thì các bạn sẽ đổi cái chất béo P này nè về cái axit đó như thế này. Rồi ok, COOH. Đó, COH. Tách ra hydro tại vì có thể nó không no và chúng ta chỉ tách C3H2 thôi. Đó, vậy đó. Được chưa? Các bạn đồng ý với cái tách đó không? Đồng ý với cách quy đổi như vậy không? Không có gì thắc mắc chỗ này đúng không? Rồi. Ở đây chúng ta sẽ điền được này. Tác dụng tối đa với brom. Brom mà. Brom đúng không? Thì brom của mình á là 0,065. Thì các bạn có thể dễ dàng điền vào đây này là trừ 0,065 luôn. Tại vì cái brom nó sẽ cộng vào chỗ không nó. Brom thì cộng vào chỗ không no, mà không no của mình á là hero, do đó chỗ đó sẽ là trừ 0,065 luôn, bằng số mol BR2 luôn nhé, và đổi dấu thôi, dấu trừ. Ok chưa? Như vậy là chúng ta chỉ còn 2 ẩn thôi. Không, thực ra là chúng ta chỉ có 1 ẩn thôi các bạn. Nếu mình gọi số mol này là ít mol đi ha, ít mol này, thì số mol của cái gốc á bao giờ nó cũng gấp 3 lần số mol à, cái này là 3x này. Như vậy là chúng ta chỉ có 1 ẩn duy nhất, có 1 ẩn duy nhất, 1 ẩn A, 1 ẩn X duy nhất. Được chưa? Đồng ý chưa? Thực hiện hai cái phương trình. Thôi không cần cái phương trình NaOH đâu, NaOH là biết rồi. Cộng với oxy, các bạn sẽ thu được CO2 ở đây, nước ở đây. CO2 của chúng ta là 1,425. Đúng rồi, cho dự kiện thôi, đâu cần nhiều. Là biết A luôn rồi. Tại sao 3 lần ạ? À? Ok. Ok Đức ơi. Đức nhìn nè Đức. Một cái chất béo bất kỳ nha con. C3H5. Thì con sẽ tách nó thành này. 3 lần RCOO và cộng với C3H5, đúng chưa? Đúng chưa? Hay chính là bằng 3 lần RCOOH này, con sẽ trừ bớt đi C3H2, có nghĩa là con bỏ 3 cái thằng H qua bên đây á. Thì con thấy nếu mình đặt cái này là X nè, thì cái này có phải là 3X không? Gấp 3 lần đúng không con? Hiểu chưa? Đức. Dễ mà đúng không? Mình viết ra là mình thấy. Đức được chưa con? Đức được chỗ đó chưa? Tại sao gấp 3 lần chưa? Ok đó, nhẹ nhàng lắm, không có gì hết trơn nha. Rồi thầy sẽ quăng nó qua một bên nha. Ok, quăng qua một bên. Rồi thì ở đây tới đây xong hết rồi. Để các bạn chỉ cần là lưu ý là cái này chính là số mol brom các bạn nhá. Đây chính là brom luôn đấy, brom đấy, brom cộng 1 không no. Ok, ở tới đây thì cần bảo toàn nguyên tố gì? Các bạn bảo toàn nguyên tố gì thưa thầy? Chỉ cần bảo toàn nguyên tố gì là tính được trừ ít nào. Xin chào 51 nha. Dạ, gì đó. Đúng rồi, bảo toàn nguyên tố C thôi, nó có gì đâu ha. Giờ chỗ này mình sẽ có là bảo toàn nguyên tố carbon. Bạn sẽ có là 3x nhân cho. Ở đây nhớ là 18C nha các bạn. Đây là 17 với 1 là 18 nha, 18C. Rồi cộng tiếp, C ở đây là x nhân 3. Đó, bằng cái C ở đây là 1,425. Rồi các bạn bấm chữ A giúp thầy đi. À xin lỗi, x các bạn, bấm chữ x giúp thầy đây nào. Bấm chữ x. À, bài này dễ thôi, bài này làm chút xíu là xong, ngắn tùn luôn. Bài này đúng có một phương trình một. Rồi các bạn bấm ít giúp thầy nhé. 1,425 các bạn chia cho 3 x 18 cộng 3 0,025. Đúng rồi, 0,025, cảm ơn em. Rồi, bây giờ tính nước hả? Nước nó gọi là amon. Thì các bạn làm gì để tính được, bảo toàn cái gì? Các bạn sẽ bảo toàn được gì để tính được trừ A nào? Bảo toàn nguyên tố H chứ còn gì nữa đúng không? Đó, thì các bạn sẽ đây là có 3x này. Đây có bao nhiêu H? 36H đúng không? 35 x 1 là 36, 36H. 3x. X là 0,025. Như vậy là 3x là 0,075, không các bạn có để nguyên các bạn bấm được. Rồi trừ cộng cho là trừ 0,065 nhân cho 2 là 2h này. Cộng tiếp chỗ này x là 0,025 nhân cho 2. Tại vì nó là 2H ở đây đúng không? Rồi bằng cái H ở sau là A nhân cho 2. Rồi các bạn bấm cái chữ A bằng. Thế là xong rồi, ta đã có đáp số bảo toàn nguyên tố H. Rồi các bạn bấm đi. (1,31). Ok, 1,31 mol. Thì chúng ta chọn đáp án là câu B. Rồi, đồng ý không các bạn? Có thắc mắc chỗ nào không nói thầy nghe nào? Có thắc mắc chỗ nào không nói thầy nghe đi. Hello các em. Đấy, các bạn biết làm rồi đấy. Tốt đấy, biết vận dụng rồi đấy. À, vậy là quy đổi là cũng dễ đúng không? Quy đổi là cũng không có khó hiểu đúng không? Đúng rồi. Không có khó hiểu gì hết. Bây giờ là chưa đến 3 giờ đúng không? Một câu nữa nhá. Làm câu tiếp câu 12 nữa nha. Làm tiếp câu 12 nữa. Cảm ơn em. Quy đổi thực ra nó chỉ là toán học thôi, chuyển qua chuyển lại nữa mà. Ok, bây giờ thầy sẽ qua câu số 12. Các bạn không có thắc mắc gì không? Rồi thầy sẽ qua câu số 12 nhé. Rồi câu 12 nè. Câu 12 thì nó sẽ là vất vả hơn một chút. Tại vì nó sẽ cho hai cái dữ kiện khác nhau. Ở trên là khối lượng, ở dưới thì lại là số mol. Thì nó sẽ xử lý như thế nào đây? Các bạn đừng có hoảng lên những bài này nhá. Những bài này thì nó cũng có quy trình. Nó cũng sẽ có quy trình làm thôi. Các bạn đừng có hoảng lên. Lớp ơi, Ly cũng lâu rồi. Nhưng mà có thể coi lại nhé. Có thể coi lại. Bây giờ tập trung câu 12 nhé. Các bạn tập trung câu 12. Còn những câu kia thầy sẽ phát lại. Thầy sẽ phát lại cho các bạn xem nhé. Thầy sẽ phát lại cho các bạn xem nhé. Yên tâm. Rồi. Tỷ lệ, đúng rồi, capstan này. Mình sẽ lập tỷ lệ. Mình sẽ lập tỷ lệ và sẽ khử bỏ cái ẩn nó đi. Thực ra chúng ta cuối cùng trong này chỉ có 3 ẩn thôi. Cuối cùng chỉ có 3 ẩn mà thôi. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ quy đổi nha các em nhé. Các bạn tập trung. Chúng ta sẽ có 102,4 gam nè. Rồi, bây giờ đổi về cái gì giờ? Đổi vì cái gì đây? Thì các bạn để ý thấy là chúng ta có cái muối này, có hai muối rồi. Có cái hai cái muối này rồi. Nên không có mắc mớ gì mình lại phải đổi về mình lại đổi về HCO hoặc là C15H31 chứ chứ. Mình ghi luôn cái 17H35 chứ. Mình ghi C17H35 luôn. Tại vì nó là cái axit tương ứng với cái muối này rồi. Đó, chúng ta đổi về kia chúng ta sẽ làm khó mình hơn chứ không được gì cả, đúng không? Rồi, nhưng vì có thể là nó không no. Nếu các bạn mà trừ bớt H2 đi. Đúng không? Trừ bớt H2 đi. Và chất béo thì đổi về C3H2. Thế thôi. Đấy, xong rồi. Và chúng ta sẽ đặt các số mol lần lượt. Vì chúng ta sẽ không có cái tỷ lệ gì đây cả. Nên phải đặt thôi. Ơi hello. Nghe các bạn ơi. E này gồm có axit béo nha. Và triglycerid. Bài này nè. Hỗn hợp của chúng ta gồm có chất béo, gồm có axit và triglycerid. Đó. Thì nếu chúng ta đổi về axit và gốc C3H2 thì các bạn không được phép cái này ít rồi cái này 3x đâu nhá. Là sẽ sai nhá. Không được phép đổi như vậy nha các bạn nhá. Không được phép là sẽ sai nhá. Hello. Các bạn hiểu chỗ đấy không? Nếu mà chúng ta có chất béo không á, nếu mà chúng ta chỉ có chất béo không á, nếu mà chúng ta chỉ có chất béo không nè thì chúng ta mới làm được như vậy. Đó, nếu chúng ta chỉ có chất béo không nha. Chúng ta đổi về nè 3 lần R phẩy COOH cộng với C3H2 thì cái này là ít, này cái này 3x thì đúng. Nhưng mà vì ở đây á, mình có thêm axit nữa nên là mình không được phép là cái số mol của thằng này gấp 3 lần số mol thằng này, là sẽ sai đấy nhá, không được phép các bạn nhá, không được phép. Khi nào là chỉ là chất béo thôi. Được chưa các em ơi? Có hiểu chỗ đấy không? Ok nhá. Không được phép đổi. Rồi. Ok. Vậy thì các bạn sẽ đặt ở đây này. Các bạn có đặt là có dừng trùng lại chữ gì không? XY thực kệ nhá. Là đặt X này. Là trừ A đi. Rồi chữ Y. Rồi đó nha. Rồi. Thực hiện quá trình đầu tiên là đốt cháy. Đốt cháy cần oxy. Oxy nó cho 9,25 mol. 9,25 mol O. Thế thì đốt là phải thu được CO2, được nước rồi các bạn. Được không? CO2 và nước. Rồi. Rồi, chỗ này các bạn bảo toàn C giúp thầy nhé. Các bạn bảo toàn C giúp thầy nha, thầy đợi con xíu. Bảo toàn nguyên tố C. Bảo toàn nguyên tố carbon thì cái này sẽ là bao nhiêu nhỉ? 18x cộng 3y. 18x cộng 3y. Còn tương tự dưới này chúng ta sẽ bảo toàn H. Bảo toàn nguyên tố H thì nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 36x chia 2 cũng là 18x này. Chỗ này là trừ A. Chỗ này là 2 nhân y chia 2 là y. Rồi vậy chúng ta đã có được cái gì? Cái CO2 và nước theo XIA. Rồi, có thắc mắc gì không? Không thì chúng ta thành lập hệ phương trình ở chỗ này luôn. Chúng ta đã có được hai phương trình ở cái chỗ đốt cháy này rồi. Phương trình số 1, phương trình số 1 thì chính là tổng khối lượng của tất cả những cái này. Là 102,4. Bạn bấm đi. M lớn này là bao nhiêu nhỉ? M lớn này là 306 hả? C17H H35 17 nhân 12 cộng 35 cộng 45. Đâu? 17 nhân 12 cộng 35 cộng 45 200 bao nhiêu? 248 hả? Sao thầy bấm 17 này nhân 12, 17 nhân 12 cộng 35 cộng 45 284 trừ 2A cộng cái này là bao nhiêu nhỉ? 38Y bằng 102,4. Không thắc mắc gì đúng không? Phương trình đầu tiên. Ok, tiếp tục. Khoan. Ôi. Fail. Từ từ các bạn ơi. Từ từ khoan. Từ từ nhé, từ. Bài này mình quy đổi thế này là thất bại đó các bạn ơi. Sai. Tại vì sao? Mình quy đổi như thế này á, mình sẽ không sử dụng được dự kiện 0,3 mol ở dưới. Không được phép quy đổi như thế này được rồi. Quy đổi như thế này thì các bạn sẽ không tận dụng được cứ dự kiện 0,3 mol ở dưới nha. H2 không lúc lập hệ không để dấu. Không phải để dấu âm luôn. Không để dấu âm thì mình bấm ra nó là số âm. Mình không để dấu âm thì mình sẽ bấm ra số âm đó các em. Không để dấu âm thì bấm ra số âm. Không được giải như vậy rồi. Tại vì nếu mà giải như vậy chúng ta sẽ không tận dụng được cái phương trình 0,3 mol ở dưới nha các em. Thì chúng ta sẽ đổi như sau này. Và sẽ đổi lại giúp thầy nhá. Làm lại. Thầy nhìn hơi hoa mắt chút xíu. 204 gam. Các bạn sẽ đổi về axit no là C17H35COOH. Rồi, chúng ta có thể trừ bớt H2 ra vì có thể nó không no. Còn cái chất béo Y nè, các bạn sẽ vẫn giữ nguyên là C17H35. Đổi về no luôn nha. CO 3 lần C3H5. Chúng ta đừng cố gắng đổi về cái kia, tại vì nó đổi như vậy thì các bạn sẽ không tận dụng được cái số mol 0,3. Đúng rồi. Đúng rồi, thay cái C3H2 bằng cái tristearin. Thầy đã post cái bài này ở trên kênh rồi đấy. Thầy đã post cái bài giải này rồi. Cái bài này thầy đã giải rồi nè. Thầy post cái hình cho các bạn xem rồi đấy. Đặt cái này là X-mol. Cái này là trừ A. Và cái này là Y. Đấy, thì chút xíu nữa chúng ta mới tận dụng. Đây là tổng số mol này. X cộng Y là tổng số mol là 0,3 này. À, nhưng mà chút xíu nó phải có tỷ lệ T nha các bạn nhé. Rồi, cộng với oxy. Đốt cháy trong O này. Oxy là 9,25. Thì tất nhiên là khi đốt thì chúng ta sẽ có được CO2, có được nước. Và về CO2 và nước thì chúng ta vẫn cứ bảo toàn. Chúng ta sẽ bảo toàn nguyên tố C và nguyên tố H tương tự như ở trên thôi các bạn nhé. Bảo toàn C, bảo toàn nguyên tố C. Thì các bạn sẽ có CO2 ở đây là 18X này, 18X. Còn dưới này là bao nhiêu? Bao nhiêu nữa? 17 với 1 là 18, nhân 3 là 54. Câu 3 là 57, 57Y. 57 nhân Y là số C. Tương tự chúng ta bảo toàn H ở dưới này. Thì các bạn sẽ có được nước ở đây bằng cách là 36 chia 2 là 18X. Trừ A. Và chỗ này cộng bao nhiêu các bạn nhỉ? 35 nhân 3. 35 nhân 3 cộng 5 chia 2 55. 55Y nữa. Rồi, thì đây chính là số mol của nước được tính là XIA. Rồi, thầy xin lỗi các bạn có chút xíu nha. Rồi, được chưa? Chỗ đấy được chưa? Sau đó tới đây thì chúng ta đã có hệ hai phương trình ở đây. Phương trình thứ nhất của chúng ta sẽ là như sau, thầy sẽ đẩy đến xíu nhé. Rồi, phương trình thứ nhất của chúng ta này. Phương trình số 1 là dựa vào cái khối lượng 102,4. Bạn bấm cái này hồi này là bao nhiêu? 284. 284 nhân x. Rồi cộng cho cái này là m lớn là cái m lớn này là 890. Thì nhớ không, lần này là 890 y. Rồi trừ cho 2a bằng 102,4. Đó là phương trình số 1. Phương trình số 2 chắc chắn rồi, chúng ta phải dựa vào bảo toàn nguyên tố oxy. Tại vì nó cho oxy đốt cháy này, chúng ta phải dựa vào bảo toàn nguyên tố oxy. Oxy đây là 2x đúng không? 2x cộng tiếp oxy ở dưới này là 6y. Rồi cộng tiếp cho oxy ở đây là 9,25 nhân 2 và bằng oxy bên này là 2 lần của 18x cộng 57y. Và cộng tiếp ở dưới đây nữa là 18x trừ a cộng cho 55y nhân 1 thì khỏi nhân. Thì đó là phương trình số 2. Đó là phương trình số 2. Các bạn ok chưa? Đúng rồi, bảo toàn electron cũng được. Rồi, tiếp tục chưa? Ở đây chúng ta sẽ có 0,3 mol. Ở đây là 0,3 mol E. Thì các bạn nên nhớ là cái 0,3 này đó thì nó không tương ứng với cái khối lượng này nha, không tương ứng với cái khối lượng đó. 0,3 này thì nó sẽ vẫn là C17H35 COOH, nhưng mà số mol của nó không còn là x nữa mà nó sẽ là x nhân cho T. Hydro ở đây không còn là A nữa, nhưng mà nó sẽ là trừ AT. Mặc dù nó khác nhưng mà tỷ lệ nó sẽ vẫn như nhau. C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5. Lúc này nó không còn là Y nữa, nhưng mà nó sẽ là Y nhân T. Y nhân T các bạn nhé. Số mol ở dưới không tương ứng với khối lượng ở trên, do đó số mol nó sẽ khác. Nhưng mà khác thì tất cả các số mol ở dưới này đều gấp T lần số mol ở trên. Đó, các bạn hiểu vậy. Cho cộng với NaOH thì thu được 212,6 gam muối. Muối này. Vậy khi cộng với NaOH thì chúng ta sẽ được muối gì đây? 212,6 gam. Thì cái muối này gồm có là muối C17H35 COONa, đúng không? Muối này. Và tổng số mol muối này là bao nhiêu? Tổng số mol của muối này nè là ở đây là XT là X này, cộng dưới này là 3 lần 3Y và tất cả nhân cho T. Đây là khối lượng muối được tạo ra. Và tất nhiên là hydro sẽ đi kèm với muối. Hydro không no sẽ đi kèm với muối là trừ AT. Rồi, ok chưa? Như vậy thì các bạn sẽ đây sẽ có phương trình sao. Phương trình sao của chúng ta thì chúng ta sẽ có là tổng số mol này, các bạn nhớ là số mol này nha, cộng cái này thôi. Còn cái H2 này thì không liên quan đến số mol nha, không liên quan đến số mol hỗn hợp. Ta có X cộng cho Y tất cả nhân T. Đây số mol này là 0,3, là phương trình sao. Phương trình sao. Phương trình 2 sao thì tất nhiên là phải dựa vào muối rồi đúng không ạ? Muối đây này, muối đây, muối đây. Bạn bấm mở lớn muối này là bao nhiêu nhỉ? 17 nhân 12 cộng 35 cộng 67. 306. Bạn sẽ có 306. Rồi, nhân cho cái này có T. Vậy là thầy sẽ nhân cho X cộng với 3Y. Trừ cho cái hydro ở đây là 2 lần A. 2A. Rồi chúng ta sẽ nhóm cái chữ T ra ngoài luôn các bạn nha. Muối bằng 212,6. Rồi. Lấy sao chia 2 sao. Có nghĩa lấy hai cái này nè, hai cái phương trình này chia nhau. Sẽ khử bỏ chữ T đi, đúng chưa? Chúng ta sẽ có được X cộng Y. Chia này. Bài nào cũng vậy, vô cơ hay hữu cơ đúng gì ở đó phải là vậy hết á. Bạn lập tỷ lệ T thôi. 3Y trừ 2A và bằng 0,3 chia cho 212,6. Thì đây là phương trình số 3. Ta có phương trình 1, phương trình 2 và phương trình 3. Thì từ 1, 2, 3, 2 và 3 đó, thì chúng ta mới có thể suy được X bằng, Y bằng và A bằng. Đó, bạn bấm giúp thầy nha. Xong chia rồi thế vô. Rồi các bạn bấm giúp thầy ạ. X bằng, Y bằng, A bằng. Các bạn bấm giúp thầy với. Có file mà thầy gửi file lên cái đường link đầu tiên á. Các bạn vào TikTok coi cái bài đầu tiên mà cái bài thầy ghim á, cái bài thầy ghim đầu tiên á, thì thầy có post cái thầy có gửi những cái tài liệu học ở trong đó nha. Nhân cấp thành nha. À, em không thấy thầy ơi. Không thấy hả? Không thấy thì thầy lý link mới nha. Rồi. Nhiều khi mấy cái link của ấy để một thời gian cái nó chết mất cái link nó luôn. Vào không được. Không. Cái link các bạn có thể vào cái bài đầu tiên này. Ở đây này. Nó có cái bài game đầu tiên á, thì mấy cái tài liệu học thầy hay bỏ vô cái file này, một cái link ở trong này trong phần bình luận. Bạn bấm vô đó. Bấm vào đó là có cái trong bình luận đó, nó có cái link. Không phải 3 đâu. Không phải 3 đâu con. Không phải 3 đây hả? Nói lại nha. Không phải 3 mol này nó không phải là của cái khối lượng ở trên nhé. Đó, thì cái số trong 0,3 mol á thì tất cả những cái số mol ở trên này nè nó sẽ đều gấp T lần hết. Số mol dưới này này nó đều gấp T lần số mol ở trên. Với bài toán hữu cơ bất kỳ hoặc là vô cơ bất kỳ, ở trên là khối lượng, ở dưới là số mol, thì số mol nó không tương ứng, mà mình cứ gọi là cái phần ở dưới này này nó gấp T lần ở cái phần trên. Để đó, tất cả những cái số mol bạn phải nhân cho T lần hết. Được chưa? Đó. Rồi, bạn có đáp số chưa? Các bạn đã bấm được X IA chưa? Đồng giúp thầy với. Các bạn đã có X IA hệ phương trình đó chưa? Bạn bấm được chưa? Như thầy viết đáp số nha. Tại vì hôm qua thầy giải cái bài này cho mấy bạn rồi. Ở đây là đâu rồi? Thầy ơi xem lại phương trình 2 đi thầy. Phương trình 2 sao các thầy? Bảo toàn O 2x nè, 6y 9,25 x 2, CO2 18x cộng 57y x 2, nước 18x trừ A cộng 55y, đúng rồi, nhân 1. Sao âm được, phương trình y chang mà, đâu gì âm. Để thầy bấm nha. Chỗ này nhân 2 là ở dưới này nữa nè. Nam ơi, ở dưới còn là phương trình 2 tới dưới này nè con nha. Phải cộng thêm dưới này nè. Bấm lại đi. Rồi, các bạn bấm hôm qua đó thì các bạn đã bấm được ở đây là x bằng 0,05. Đây đáp số này 0,05 nè, 0.1 nè, 0.4 nè. Nhân 2 chứ, nhân 2. CO2 là phải nhân 2 nha con. Rồi. Ho quá. Ok chưa? Rồi. Tới đây rồi thì sao đây? Mình phải đi tìm chất béo Y mà đúng không? Để bạn yêu cầu phải tìm cái chất béo này là cái gì? Bảo toàn E chi nữa con? 1, 2, 3 là đủ rồi Capstan ơi. Mình đã bảo toàn nguyên tố O rồi thì mình không cần cái này nè. Thay vì bảo toàn nguyên tố O thì bạn bảo toàn electron là tương đương nhau nha. Capson ơi. Đây phương trình 1, 2, 3 là đủ rồi nè con. Còn con không dùng bảo toàn O á, thì con sẽ bảo toàn E, thay thế cho phương trình bảo toàn O nha con. Rồi. Ba ở nó 3 phương trình là đủ rồi con nha. Yeah. Được chưa? Rồi nhé, bây giờ chúng ta sẽ viết lại. Như vậy. Rồi. Tại vì qua cái này nó nhìn hơi khó con ha. Rồi, C17H35 COH người ta sẽ viết lại số mol là 0,05. Rồi, hydro được tách ra là 0,4. Chất béo của chúng ta là C17H35 COO 3 lần. C3H5 và với số mol là 0.1. Rồi. Nhưng bây giờ chúng ta đâu có biết là cái axit này nó sẽ tách ra bao nhiêu hydro, cái chất béo này tách ra bao nhiêu hydro chúng ta đâu có biết đâu, đúng không các em? Như vậy mình sẽ gọi nè. K1 là số hydro tách ra từ cái axit này. K2 là số hydro tách ra từ cái chất béo này. Đó. Vậy suy ra ta có này. 0,05 nhân K1 cộng 0,1 nhân K2 và bằng tổng số mol hydro tách ra là 0,4. Rồi các bạn chọn giúp thầy ha. Chọn giúp thầy một cặp nghiệm K1 bằng K2 bằng Rồi, được chưa con? K1 bằng mấy, K2 bằng mấy? Con chọn đi. Con chọn đi, để con đã tách bao nhiêu chứ? 2 3 2 4. Sao lại 2 4 được nhỉ? 2. Sao 2 4, 2 3, 2 3 rồi mấy nữa? 2. 2 sao 3, 3 2 chứ. 3 2 hay là K1 bằng mấy? 2 3 hả? 2. 2 3 rồi 2 3 nè, rồi mấy nữa? 4 2 rồi, 4 2. Thì làm sao mà nhận cái nào loại cái nào? À, nhận cái nào loại cái nào nha, từ từ nha, bình tĩnh nha, tới đây là hơi bị hoảng đây. 61 nữa hả? 61. 61 cũng được luôn, đúng rồi. Rồi bây giờ ta viết nha, ta viết này. Bây giờ cái này nè, mình sẽ loại thẳng tay. Loại. Cái này mình sẽ nhận. Nhưng why? Tại sao? Đúng không? Tại sao chứ? Tại sao? Đúng không? Tại sao? Tại sao câu chuyện lại loại cái đó mà nhận cái kia mà không làm lại, ngược lại. Thì các bạn sẽ nhìn thế này. Nhìn nhá, nhìn thầy nè, nhìn. Nếu chúng ta chọn trường hợp K1 bằng 2, có nghĩa là trong hàng này nó sẽ tách ra 2H2 hậu đậu. Cách tìm chọn nghiệm. Con cho nó chạy á, hậu đậu ơi. Con thế vô 1 2 3 4 rồi con suy ra hàng này thôi. Con thế đại 1 rồi 2 rồi 3 rồi 4 rồi 5 6 rồi đó là con suy ra hàng K2 này thôi con. Chứ không có gì hết trơn á. Nha. Rồi. Đúng rồi, bạn đó, đúng rồi, lập cái bảng ra. Cho nó chạy thôi. Rồi. Rồi nha, bây giờ chúng ta sẽ chọn trường hợp này gọi là trường hợp 1 đi. Trường hợp 1. Thì trường hợp 1 này K bằng 2, nghĩa là tách ra 2H2. 2H2 nha, vậy thằng này nó sẽ là cái gì? C17H31. Nó tách ra 2H2 mà đúng không? Nó tách ra 2H2. 31 COO. COOH có số mol là 0,05. Vậy thì thằng chất béo ở dưới này là cái gì? Chất béo này tách ra 3H. Các bạn phải chú ý nè. Đề bài cuối cùng nó tạo ra mấy múi? Đề bài cuối cùng là tạo 2 múi đúng không? Tạo 2 múi. Như vậy cái này nè, cái cuối cùng là tạo 2 múi. Cái cuối cùng là tạo ra 2 múi. 2 múi. Như vậy cái ông này nè, ông đã tạo ra 1 múi rồi, 1 múi rồi. Như vậy thì cái chất béo ở dưới nó phải tạo thêm 1 múi nữa. Thì có phải nó sẽ là C17 nè, H33, COO. C17H33 có nghĩa là tách ra 1H2 mà mình 3 lần thì nó tách ra 3H2 là đúng rồi, đúng không? 3H2. Nhờ hợp lý. Như vậy là số mol này là 0,1. Đây là tạo ra 1 muối nữa là 2 muối. Đúng không? Hợp lý đúng không? Hợp lý. Nhưng mà tại sao cái trường hợp K bằng 4, K bằng 2 thì con lấy không được. K bằng 4, K bằng 2 con lấy không được. Đấy nha. Đúng rồi. Chính xác rồi đó. Các bạn giỏi nha. K1 bằng 4, K2 bằng 2 thì không lấy được. Nha, tại sao không lấy được? K1 bằng 4 có nghĩa là gốc của mình là C17H nhiêu? C17H 17 nhân 2 cộng 1 trừ 8. C17H27 COOH. Thì ông này nè đã tạo ra một muối là C17H27 COONA đúng không? Một muối. Thế thành chất béo bây giờ làm sao? Chất béo mình sao mình ghép? Chất béo sao mình ghép? Nó có 2 K bằng 2. Thì nếu như thằng này phải cần tạo ra một muối nữa. Thì K bằng 2 có nghĩa là tách ra 3 hydro thì bạn sẽ không chia đều cho 3 gốc được. Đúng không? Không chia đều cho 3 gốc được. Không. Vậy là vẫn cho được à? Cho sao? K bằng 2 có nghĩa là tách ra 2H2 đúng không? 2 lần H2. Thằng này tách 1H, thằng này tách 1H, về thằng này không có. Về thằng này no. Như vậy nó sẽ tạo ra 2 muối nữa các bạn. là 31. Đâu, không phải 31 là min đâu nha. Các cái 4 cái acid, chất acid béo là chúng ta thường gặp thôi nha các bạn ơi. Chỉ là thường gặp thôi chứ không phải là tất cả đâu nha. 4 cái acid béo là acid thường gặp thôi. Đúng rồi. Yeah. Nhiệm vụ của thằng này này, cái thằng chất béo là phải tạo ra một muối nữa. Nhưng mà nếu mà nó tách ra 2H2 thì nó không thể tạo ra một muối được. Tách ra 2H2 có nghĩa là chỗ này là C17H33 này, COO nè, chỗ này C17H33 nè. Tách ra một CO là một muối đúng không? Và trên này phải là no, vậy là C17H35 CO. Như vậy thằng này tạo ra một muối nữa, như vậy thằng này là hai muối, vậy tổng là ba muối không được. Ba muối không được. Đúng không? Đúng không? Như vậy là do là vì là tạo thành hai muối nên bắt buộc mình sẽ chọn trường hợp 1 mà thôi. Đấy. Ok chưa? Ok rồi. Ok nha. Đây chính là chất béo Y. Đây chính là chất béo Y. Vậy để yêu cầu của mình á, chất béo Y của mình đây, vậy là Y của mình nè, nó sẽ có 3 nối đôi. Vậy nó sẽ cộng với 3H2. Đúng không các em? Mỗi cái này có một nối đôi này, mà 3 lần là 3 nối đôi thì cộng 3H2. Để bài yêu cầu là 0,05 mol Y. 0,05 mol Y thì lượng, ở đây nó cho hydro hay là brom các bạn? Brom xin lỗi. Brom. Nó yêu cầu là brom. Vậy thì 0,05 mol Y. Mình giải là 0,1 nha, nhưng đề bài yêu cầu là 0,05 mol Y thôi. Để yêu cầu là 0,05 mol Y thì cái brom phải ứng hết 0,15 mol. 0,15. Như vậy là khối lượng brom ở đây chúng ta cần tính ở bài này là 0,15 các bạn nhân cho 160. Đáp án là 24 gram. Rồi, đáp án của chúng ta sẽ là 24 gram. Thì các bạn có gì hỏi ở câu này không? Thì rất là dễ thôi. Ở đây là đề sâu vì da dầu, mụn. Đừng lo, một bước trước một cùng serum Garnier giúp ngăn ngừa và giảm mụn với 4% hoạt chất hỗ trợ giảm dầu và có em ST vận dụng cao làm quá trời. Caption vô cái vô kênh YouTube đi ha, nhiều lắm. ST vận dụng cao quá trời đất luôn, điện phân các kiểu quá trời quá đất. Có bạn điện phân có quá trời luôn. Đây nè, ST vận dụng cao nè, bảng điện phân, quá trời luôn rồi chứ. Bảng điện phân rồi đồ thị điện phân. Có nhiều lắm, bảng điện phân rồi đồ thị điện phân rồi ST vận dụng cao rồi phân bón rồi năng lượng, nhiều lắm nha. Ở đây nè, các bạn cứ vô kênh này nè, đó, nhiều lắm, quá trời luôn. Rồi các bạn xem nhá. Rồi, hôm nay thầy chiến đấu cho các bạn tới câu số 12. Thì sau khi kết thúc phiên ly này thì đợi nó gì ta, đợi nó cho mình tải cái video về để thầy sẽ post lại cho các bạn xem lại cái phiên ly ngày hôm nay. Rồi, thầy chào các bạn nha, chúc các bạn học tập tốt nha. Chào Nhật Hoài Nam nha, chào Capstan nha, chào Khoa Đặng. Rồi, bye bye tụi con. Thầy hồi nãy có bạn gì đấy thầy lỡ bấm vô không đồng ý kết bạn rồi, bạn ấy lại dùm thầy. Thầy nhớ mà, thầy sẽ phát lại. Đợi TikTok nó cho tải cái file vô đã nha con. TikTok nó lâu lưu lắm. Chắc là tối hoặc là mai vậy á nó mới lên cái video đầy đủ. Rồi nó mới cho mình tải về rồi mình post lại. Nha lơ nha. Rồi bye bye.